Xin kính chào toàn thể các thầy cô và các bạn ạ. Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô và các bạn đã dành thời gian buổi cuối tuần để tham gia cái buổi hội thảo trực tuyến do khoa công trình trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải tổ chức ạ. Thì tiếp theo cái chủ đề về công nghệ bê tông cường độ cao đã diễn ra cách đây 2 tuần thì 5 bài giới thiệu trong tháng 7 này thì chúng tôi sẽ tập trung vào cái chủ đề đó là ứng dụng công nghệ số trong xây dựng. Thì trong đó sẽ có 4 bài liên quan đến ứng dụng công nghệ BIM trong xây dựng và một bài thì liên quan đến ứng dụng các mô hình học máy trí tuệ nhân tạo trong phân tích kết cấu. Đấy thì mở đầu chuỗi các bài chia sẻ về ứng dụng BIM trong xây dựng thì ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu tới thầy cô và các bạn có thầy Nguyễn Trần Hiếu, hiện là đang làm giảng viên bộ môn công trình thép gỗ trường Đại học Xây dựng Đại học Xây dựng Hà Nội. Sẽ giới thiệu tới chúng ta về chủ đề BIM, ứng dụng BIM trong thiết kế công trình thép. Thì trước khi giới thiệu kỹ hơn về chủ đề thì và diễn giả thì tôi xin phép được nhường lời cho cô tiến sĩ Ngô Thị Thanh Hương, trưởng khoa công trình trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, đồng thời cũng là trưởng ban tổ chức cái chuỗi hội thảo trực tuyến này, thì sẽ có đôi lời khai mạc và cảm ơn đến diễn giả. Xin mời chị Hương ạ. Kính thưa quý đồng nghiệp và quý sinh viên, hôm nay tôi rất là vui khi được gặp gỡ giao lưu với quý đồng nghiệp và sinh viên vào mỗi buổi chiều thứ bảy trong cái chuỗi hội thảo online của khoa công trình. Và trong chuỗi hội thảo năm nay thì chủ đề về BIM sẽ được đề cập trong 4 buổi hội thảo nhỏ. Và hôm nay thì là buổi đầu tiên và tiếp theo thì là 3 cái buổi mà chúng ta cũng đã có trong cái lịch trình rồi. Và công nghệ BIM thì là một trong những cái công nghệ quan trọng trong cái công nghệ xây dựng 4.0. Và làm thế nào để chúng ta có được một cái nhìn tương đối là đầy đủ và cũng như là toàn diện trong việc ứng dụng BIM đối với kỹ sư xây dựng, đối với nhà quản lý và đối với các giảng viên giảng dạy ở trường đại học. Thì đó chính là cái hy vọng của ban tổ chức chúng tôi mong muốn được cung cấp và cũng như là mong muốn nhận được sự chia sẻ và cũng như là mong muốn nhận được sự học hỏi từ quý đồng nghiệp. Và hôm nay thì cũng rất là trân trọng cảm ơn diễn giả Nguyễn Trần Hiếu đã lại sắp xếp thời gian và đến với cái chuỗi hội thảo của khoa công trình chúng tôi ngày hôm nay. Và sau đây thì xin mời tiếp tục nhường lời cho tiến sĩ Lê Nguyên Khương điều hành hội thảo. Dạ vâng. Xin trân trọng cảm ơn chị Hương. Cũng cảm ơn cô và khoa công trình đã luôn dành sự quan tâm đến các hoạt động chuyên môn và đã đứng ra kết nối và mời được các diễn giả chất lượng và chia sẻ những cái kinh nghiệm tới các thầy cô trong khoa, các em sinh viên cũng như là các thành viên của diễn đàn kỹ sư kết cấu. Và kính chúc chị sức khỏe và chúc cho khoa mình ngày càng phát triển ạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với nội dung chính của buổi hội thảo ngày hôm nay. Một lần nữa thì xin trân trọng giới thiệu tới các thầy cô và các bạn thầy Nguyễn Trần Hiếu, giảng viên bộ môn công trình thép gỗ trường Đại học Xây dựng Hà Nội, sẽ chia sẻ tới chúng ta một số kinh nghiệm của thầy trong việc ứng dụng BIM trong thiết kế công trình thép, và cụ thể là một dự án nhà thi đấu Bắc Giang phục vụ cho SEA Games mà thầy, như thầy Hiếu đã có chia sẻ với tôi, thì thầy đã trực tiếp tham gia từ giai đoạn thiết kế sơ bộ lên phương án kiến trúc và tính toán thiết kế kết cấu, và hôm nay thầy cũng sẽ chia sẻ toàn bộ cái quy trình đó cùng với những cái một số cái công trình khác mà thầy Hiếu đã trực tiếp tham gia. Đấy thì thầy thuận lợi cho các bạn theo dõi thì tôi có gửi cái đường link ở trên phần chat của Zoom đấy, thì đấy là toàn bộ cái bài giới thiệu, cái slide bài giới thiệu hôm nay của thầy Hiếu. Thì trong quá trình thầy Hiếu chia sẻ thì thầy cô và các bạn vui lòng không bật mic, và nếu có câu hỏi thì mọi người có thể viết trực tiếp trên phần chat, để đến phần trao đổi thì tôi sẽ đọc lại để nhờ thầy Hiếu trả lời. Và buổi hội thảo của chúng ta sẽ dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng 120 phút và bao gồm 45 đến 60 phút cho phần giới thiệu của diễn giả, và phần còn lại thì sẽ dành cho phần trao đổi ạ. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và bây giờ thì xin phép được nhường lời cho thầy Hiếu ạ. Xin mời thầy ạ. Đầu tiên em xin phép share cái bài trình bày của mình. Mọi người đã nhìn thấy màn hình share của em chưa? Mình thấy rồi hiểu ạ. Lời đầu tiên thì
Em xin gửi lời cảm ơn tới khoa công trình trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải cũng như là cá nhân chị Ngô Thanh Hương và anh Lê Nguyên Khương đã tổ chức một cái hoạt động rất là có ý nghĩa cho đối với lại ngành xây dựng nói chung cũng như là các anh chị em trong lĩnh vực thiết kế và các bạn sinh viên nói riêng. Trước hết thì em xin tự giới thiệu một chút về bản thân mình. Em tên là Nguyễn Xuân Hiếu, hôm nay đang là giảng viên của bộ môn công trình thép gỗ trường Đại học Xây dựng. Thì trước khi về trường là hiện nay là em bắt đầu làm giảng viên từ năm 2016, tức là đến nay thì cũng đã được 6 năm, sang năm thứ 7 rồi. Thì trước khi quay về trường làm giảng viên thì em đã trải qua một số công ty, để đa phần thì các công ty thì em đều làm ở cái vị trí là kỹ sư thiết kế. Mọi người có thể thấy ở trên slide này thì em đã từng làm ở công ty tư vấn đại học xây dựng, ở công ty PNP, cũng là một cái đơn vị mà áp dụng BIM rất là sớm, bởi vì hiện nay các công trình ở Singapore thì đều yêu cầu là phải submit bằng BIM. Đó. Tuy nhiên là những cái điều mà em gọi là trình bày ngày hôm nay cũng như là những cái kiến thức mà em đang áp dụng hàng ngày này thì có thể nói là em tiếp thu học hỏi được hầu hết là từ trong cái quãng thời gian em làm ở công ty ThyssenKrupp Polysud. Thì đấy là một cái công ty mà em nghĩ là một trong những đơn vị hàng đầu đầu tiên áp dụng cái quy trình BIM vào cái quá trình thiết kế các công trình công nghiệp nặng ở Việt Nam. Em đã học hỏi được ở đấy rất là nhiều, và từ đó thì em áp dụng cho sau này khi mà đã nghỉ ở công ty, nhưng mà những cái điều học hỏi ở đó và quy trình áp dụng thì em vẫn sử dụng cái quy trình như đã học được ở công ty để thì áp dụng cho những cái công trình mà mình làm. Thì đầu tiên thì bên cạnh đó thì em cũng muốn giới thiệu sơ qua một chút, đấy là thực ra thì mảng BIM không phải là mảng nghiên cứu chuyên sâu của em. Hiện nay bây giờ cái mà em gọi là hàng ngày nghiên cứu chuyên sâu thì tập trung vào mảng học máy với lại tối ưu, khá là giống cái mảng mà đợt tới sẽ có chị Thùy Anh ở bên bên trường công nghệ giao thông vận tải để trình bày. Tuy nhiên là khi được anh Cương hỏi về gọi là mời thì em cũng suy nghĩ xem là mình sẽ trình bày một cái điều gì, thì cá nhân em thì lúc đầu thì mình cũng vẫn luôn 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 muốn là mang một cái gọi là cái những cái kết quả nghiên cứu mà mình thu gọi là đạt được đấy để trình bày. Tuy nhiên là khi nghĩ lại thì em thấy rằng là thực ra là những cái mảng nghiên cứu chuyên sâu thì đôi khi nó thiên quá sâu về hoặc là lĩnh vực hàn lâm, hoặc là những cái điều mà có thể là nó không phổ biến với đa phần các bạn sinh viên cũng như là bạn bè kỹ sư hiện nay đang làm công tác thiết kế thực tế, nhất là những người sinh hoạt trên group structure analysis đó. Bên cạnh đấy thì cái mảng BIM cũng như là thiết kế thì là cái vấn đề quan tâm chung của rất nhiều người, từ các kỹ sư có kinh nghiệm lâu năm đến các bạn sinh viên mới ra trường. Nên là chính vì thế nên là em đã quyết định là sẽ trình bày về cái nội dung như là em đã nói ngày hôm nay, tức là ứng dụng BIM cho khi mà thiết kế công trình thép. Thì có rất nhiều điều, thì đây những cái điều em trình bày ngày hôm nay thì có rất nhiều điều không phải là kết quả của do em nghĩ ra hay là gọi là em nghiên cứu được, mà cái này chỉ là những điều em đã thu thập học hỏi được từ một cái quy trình mà ở công ty người ta xây dựng ra, thì nó là cái gọi là đóng góp của rất nhiều người, em chỉ là tiếp thu học hỏi và gọi là sử dụng thôi. Sau đây thì em xin đi vào cái nội dung bài trình bày của mình. Bài hôm nay thì nó có 4 phần chính như sau. Thứ nhất là em muốn trình bày sơ qua về những cái khó khăn khi mà thiết kế công trình thép. Và tiếp theo thì em muốn trình bày về cái hướng giải quyết và từ cái tức là cái quy trình thiết kế BIM mà ở công ty Polysud họ đã đề ra. Đó. Và sau đó thì cái ở phần thứ ba thì em muốn trình bày là cái em đã áp dụng em và đã áp dụng cái gọi là cái quy trình đấy trong một số những công trình thép ở Việt Nam như thế nào. Và cuối cùng thì là còn tất nhiên là dù cái quy trình dù nó có tốt đến bao nhiêu thì nó vẫn luôn luôn có những cái vấn đề cần tồn tại, vẫn còn tồn tại.
Ừ, khi mà em trải nghiệm cái quy trình đó thì em cũng thấy nó còn có những cái vấn đề vẫn chưa thể giải quyết được. Đó thì ở đây trong cái phần 4 thì em muốn trình bày những cái vấn đề mà từ cái gọi là cái con mắt cá nhân của em thấy rằng là nó vẫn còn tồn tại chưa giải quyết được. Rất mong là mọi người cũng những cái thầy cô, anh chị em và các bạn ở tham gia cái buổi hội thảo ngày hôm nay, nếu mà mọi người cũng đã tự trải qua những cái vấn đề đấy mà hiện nay đã giải quyết được rồi thì em rất mong nhận được cái sự chia sẻ của mọi người. Sau đây thì em xin bắt đầu vào cái bài trình bày của mình. Thì về cái việc là thiết kế các công trình thép thì ra thì đầu tiên thì em xin chia sẻ thì là em là một người rất thích các cái công trình thép. Từ cái khi mà em là sinh viên thì em đã rất đam mê các cái công trình thép. Khi mà được nhìn thấy những cái dầm, cái cột được liên kết với nhau bằng các cái liên kết bu rơm rồi đường hàn nó rất là rõ ràng, mạch lạc. Đấy là một cái điều gần như là nó là một cái sự đam mê của mình. Thế nên là khi mà ra trường đi làm thì thời gian đầu thì em gọi là có tham gia cả những cái công trình thiết kế nhà cao tầng bê tông đó. Thế nhưng mà sau đấy thì khi mà có cơ hội được apply vào một cái công ty mà có cái gọi là số lượng công trình thép nhiều thì em đã cố gắng là chớp lấy cái thời cơ đấy để mình được 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 tham gia nhiều hơn vào thiết kế những cái công trình thép. Và sau này khi mà có cái điều kiện được quay trở lại trường để đi giảng dạy cái thứ mà mình đam mê thì em đã cố gắng là gọi là giành lấy cái cơ hội đấy cho mình. Và rất là may mắn là khi mà quay trở lại trường ấy thì bên cạnh việc công tác giảng dạy thì cũng có những cái cơ hội được tham gia vào những cái công trình kết cấu thép có quy mô và độ phức tạp cao. Và được cái gọi là áp dụng cái những cái điều mà mình đã tích lũy được. Đấy là một cái cơ hội rất là may mắn. Thế thì trong cái quá trình thiết kế những cái công trình thép ấy thì nó có thì em thấy rằng nó có những cái khó khăn như sau. Thứ nhất là cũng giống như là các công trình bê tông hay là công trình liên hợp hay là các thứ thì nó luôn luôn là mỗi một công trình nó là một cái gọi là sản phẩm của rất nhiều người cùng tham gia, từ kiến trúc, kết cấu, cơ điện, rồi rất nhiều công ty. Thế nên là nó sẽ luôn luôn tồn tại những cái va chạm giữa các bộ môn, mà có lẽ là cái phần va chạm nhiều nhất thì nó sẽ là phần va chạm giữa hệ thống kết cấu và hệ thống cơ điện MEP. Thì đấy, cái khó khăn này thì thế nên em gọi cái này là những khó khăn chung, tức là đây không chỉ là khó khăn ở trong công trình thép mà nó là khó khăn của tất cả những cái người mà làm tham gia công tác thiết kế thì đều gặp những cái khó khăn là va chạm giữa các bộ môn như này. Đây em thì cái, em lấy một cái hình cũng ở trên mạng thôi, đó là các cái tuyến ống thì bởi vì là ví dụ như trước đây khi mà thiết kế bằng dựa trên nền tảng CAD 2D thì hầu như là các cái tuyến ống ấy nó tức là khi những người mà thiết kế phần hệ thống MEP đấy thì họ sẽ không thể lường trước được những cái vấn đề ví dụ như là những cái dầm cột kết cấu ở cái vị trí đó, cái liệu là mình bố trí những cái tuyến ống như vậy thì nó có bị va chạm vào nhau hay không. Và những cái điều này thì trước đây thì nó vẫn xảy ra và hầu hết thì được giải quyết bằng việc là xử lý ở ngoài công trường, xử lý ở ngoài công trường. Tuy nhiên là trong những cái năm gần đây khi mà công nghệ BIM bắt đầu phát triển nở rộ thì mọi người bắt đầu là áp dụng cái đó vào, và khi mà xây dựng cái mô hình và kết nối các cái mô hình của các bộ môn như là kiến trúc, kết cấu, MI vào với nhau thì mới thấy rằng là à, hóa ra là mình thiết kế vẫn còn có lỗi, vẫn còn va chạm rất là nhiều. Những cái điều này có thể là trước đây khi mà được xử lý ở ngoài công trường ấy, thì những cái va chạm đấy nó không dội lại người thiết kế. Tức là người thiết kế người ta đôi khi người ta vẫn cứ nghĩ rằng ok mình thiết kế như thế là ổn rồi. Thì, nhưng họ không biết rằng là ở ngoài công trường những người mà đang làm ấy họ phải xử lý rất nhiều, rất tốn thời gian. Đấy, chỉ đến khi nào mà ví dụ như là các bên cùng đồng loạt áp dụng BIM rồi có những cái buổi ngồi gọi là họp BIM với nhau thì mới thấy rằng là à, hóa ra là cái mình làm nó chưa đề, thậm chí là không phải là chỉ giữa các bộ môn mà là cùng là hệ thống MEP thôi, nhưng mà ví dụ như là cấp tuyến nước rồi tuyến cứ chữa cháy rồi các thứ nó có thể là nó va chạm vào với nhau. Đấy là cái khó khăn đầu tiên. Cái khó khăn tiếp theo thì thực ra cái này thì nó cũng tương tự đấy, nhưng mà đây là nó chuyên biệt cho một cái loại công trình là những công trình công nghiệp nặng. Tại vì là như vừa rồi em có trình bày thì là cái công ty em làm và được tiếp cận với công nghệ BIM này thì là công ty Polishwood. Thì cái mảng lĩnh vực hoạt động chính của công ty là
gọi là nhà thợ cung cấp thiết bị trong nhà máy xi măng. Đó, thế thì trong các cái nhà máy xi măng nói riêng cũng như là công trình công nghiệp nặng nói chung ấy, thì có một đặc điểm là có hệ thống máy móc rồi các cái tuyến ống nó đi rất là phức tạp. Và những cái ống này thì đều yêu cầu là cần phải có hệ thống kết cấu để đỡ cho những cái thiết bị đó. Thế thì ví dụ như ở đây mọi người có thể nhìn thấy ở trên mấy cái hình này, đây là em lấy một cái mô hình beam của một cái trạm nghiền. Một cái trạm nghiền này thì có những cái ống nó đi theo phương xiên như vậy, và để gọi là dựng được ra chính xác cái vị trí cũng như là cao độ của cái của những cái cột để đỡ cho những cái ống đấy là rất khó khăn nếu như là không nếu như không sử dụng công nghệ BIM. Và trước đây thì hoàn toàn là dựa trên bản vẽ 2D thì thấy rằng là nó rất khó để định vị chính xác được vị trí của kết cấu. Đấy là cái khó khăn thứ hai. Một cái khó khăn nữa là đối với lại những cái công trình mà nó có, thông thường nó sẽ hay gặp ở những cái công trình mà nó có cái chiều dài kéo dài rất là nó trải dài trên một cái gọi là một cái bề mặt rất là rộng đó, thì nó có thể xảy ra cái việc là không thống nhất giữa các hạng mục với nhau. Em lấy một cái hình ảnh này thì tất nhiên đây cũng là một cái hình ảnh ở trên mạng thôi, là hai cái nửa cầu khi mà hợp long thì đến lúc hợp long xong thì nó đã lệch đi mất một bước. Thì tất nhiên là cái hình này thì người ta cũng vẽ nó quá lên. Tuy nhiên là nếu như mọi người có thể nhìn thấy đây là một cái công trình thực ở công ty Burisut thiết kế ở ở Ả Rập Xê Út. Đây là một cái nhà máy gồm có hai line xi măng hoạt động song song với nhau, và cái công trình này thì nó trải dài trên một cái mảnh đất nó kéo dài khoảng 3 4 cây số, và có hàng nghìn hạng mục, và những cái hạng mục đấy hầu hết là nó đều có cái sự gọi là liên liên kết nó kết nối với nhau. Thế nhưng mà một cái người thiết kế thì không không có ai mà người ta không có một người cá nhân nào người ta đi thiết kế cả hàng nghìn cái hạng mục đấy cả, mà người ta sẽ phải chia ra cho mỗi một team thiết kế một hạng mục ở trong đó. Và nếu mà chúng ta không làm trên cùng một mô hình thì sẽ rất dễ là có thể xảy ra cái hiện tượng là có cái sự không thống nhất giữa các hạng mục. Ví dụ chỉ đơn cử là có những cái trường hợp trước đây ở công ty em, khi mà công ty cũ của em khi mà thiết kế xong ấy, thì cùng là có một cái cột để đỡ cái băng tải đấy, thế nhưng mà cái ông thiết kế ở cái hạng mục phía trước thì ông thiết kế đấy là một cái cột bê tông, và đến cái ông mà thiết kế ở cái hạng mục phía sau ấy, thì ông ấy cũng thiết kế cái cột đỡ đấy, và ông lại cốt thiết kế bằng bằng thép. Thế khi đến khi lắp thì lại thấy hóa ra là cùng ở một vị trí đấy có cả một cái cột bê tông, cả một cái cột thép. Bởi vì có đôi khi nó chỉ là cái sự trao đổi nó bị mít thông tin với nhau, dẫn đến là có rất nhiều những cái thứ nó va chạm, hoặc là nó có thể là nó lệch giữa, ví dụ như là cái băng tải này đi vào đáng nhẽ là phải có một cái gối để đỡ của cái băng tải ở cuối cùng này, thế nhưng mà cái người thiết kế ở cái hạng mục phía sau ấy, họ đã quên, họ không làm cái gối đó, nên là nó phải xử lý công trường rất là nhiều. Thì đấy là một cũng là một cái khó khăn trong cái quá trình thiết kế. Sang đến cái đấy là những cái thiết kế, đấy là những cái khó khăn chung mà những cái công trình thép, đặc biệt là trong những cái gọi là nhà máy công nghiệp nặng, khi mà làm gặp phải. Bên cạnh đấy thì em có được tham gia thiết kế một vài những cái công trình thép nhịp lớn, thì đối với lại cái dạng công trình thép, nhà thép nhịp lớn này này thì nó cũng có những cái khó khăn riêng của nó. Ví dụ như ở đây cái khó khăn đầu tiên thì là đa phần những cái công trình thép nhịp lớn thì nó có cái đặc điểm là hầu hết là một tầng và đơn chiếc. Một tầng thì có thể là không hoàn toàn chính xác, nhưng mà cái phần nhịp lớn của nó thì nó chỉ là một tầng thôi và đơn chiếc. Ví dụ như ở đây em lấy ví dụ là có một vài cái nhà nhịp lớn ở Việt Nam, thì mọi người có thể thấy rằng là không có cái công trình nào có hình dạng giống công trình nào cả. Có cái thì có dạng là hình vuông, có cái thì có dạng là hình tròn, có cái thì hình dạng cánh diều. Kể cả là ví dụ như là trước đây có hai cái nhà cùng bảo là có hình dạng cánh diều, như là cái triển lãm Hải Phòng và là cái nhà thi đấu Bắc Giang, đều lấy ý tưởng từ cái hình dạng là cánh diều, nhưng mà thực tế thì hình dạng của nó cũng khác biệt hoàn toàn. Một cái khác, một cái yêu cầu, một cái khó khăn nữa đấy là vì là những cái công trình này là thường là những cái công trình có quy mô lớn và là một cái hạng mục, mỗi một tỉnh thì thường sẽ có một vài cái công trình kiểu như này với mục đích là để gọi là xây dựng một cái hình ảnh cho tỉnh đó. Thế nên là
thông thường những cái công trình đấy thì thường được chăm chút về mặt kiến trúc, hình ảnh. Thế nên là nó luôn luôn là có yêu cầu kiến trúc có tính thẩm mỹ rất là cao. Và bên cạnh đấy thì lại còn yêu cầu về mặt công năng nữa. Bởi vì mỗi một cái công trình này thì đều có một cái công năng đặc thù. Đó, thế nên là những cái yêu cầu về mặt công năng cũng là một cái khó khăn khi mà đi thiết kế. Ví dụ đa phần thì là những cái công trình nhịp lớn này thì là nhà thi đấu. Thế nên là, và thường ấy, thì mỗi một tỉnh thì họ không đi xây dựng nhiều nhà thi đấu phục vụ cho mỗi một loại gọi là môn thể thao khác nhau, mà họ sẽ cố gắng là xây dựng một cái nhà thi đấu đa năng để có thể là sử dụng được cho nhiều mục đích. Có thể là ngăn ra để làm nhà thi đấu bóng chuyền cũng được, à, dùng chung để làm nhà thi đấu bóng chuyền, nhưng mà lúc cần thì có thể chia ra để làm nhà thi đấu bóng bàn hoặc là cầu lông đó. Thế nên là đa phần thì những cái công trình này là đều có yêu cầu kiến trúc rất là cao và cả công năng là phức tạp. Và một cái khó khăn nữa đấy là kết cấu công trình cho những cái công trình thép nhịp lớn này thì thường là rất là riêng biệt, rất khó để tiêu chuẩn hóa hoặc là định hình hóa được cái loại kết cấu này, rất khó tiêu chuẩn và định hình hóa. Hầu như là không có một cái giải pháp chung cho những cái nhà nhịp lớn, mà mỗi một cái nhà thì sẽ có gọi là cái giải pháp kết cấu rất là riêng. Thì đấy là một số những cái khó khăn khi mà thiết kế công trình thép. Ví dụ như ở đây thì em có lấy một vài cái hình ảnh. Cái công trình đầu tiên em lấy ví dụ đây là công trình trung tâm triển lãm Hải Phòng. Công trình này thì đến nay nó cũng đã được 18-20 năm rồi. Thì trước đây thì công trình này thì được thiết kế theo dạng là hình cánh diều. Và trước đây thì hầu như những cái nhà nhịp lớn ở các tỉnh thì đều sử dụng giải pháp là dàn không gian nút tinh thể. Một cái công trình nữa là cái trung tâm thể thao vùng Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh, cái này ở Đông Triều. Thì cái này thì phương án kết cấu của công trình này thì là dàn trực giao, nhưng mà cái tiết diện của thanh dàn ở đây thì lại là thép ống hàn giao tuyến. Trong khi đấy thì một cái công trình nó mới gần đây mới được đưa vào sử dụng, đấy là cái công trình thủy cung ở Vin Wonder. Công trình này thì là do phần tổng thể thì theo em nắm được thì là do công ty Inno thiết kế, nhưng mà cái phần mái cupon của cái thủy cung này thì là do Arab thiết kế. Thì cái công trình này vì nó có cái hình dạng là cupon nên là cái này là nó sử dụng là các cái gọi là vẫn là dàn phẳng thôi, nhưng mà là dàn được gọi là theo dàn cupon. Và một cái công trình thì đây là cũng là cái công trình em được dịp mà tham gia vào thiết kế, thì đây là công trình nhà thi đấu Bắc Giang. Thì công trình này phương án kết cấu của nó cũng là dàn phẳng trực giao, nhưng mà nó khác với lại công trình ở Đông Triều. Thứ nhất là về mặt hình dạng, cái hình dạng của công trình này nó có mức độ phức tạp khó hơn, nên là cái hình dạng của dàn nó cũng khác, phức tạp hơn. Thứ hai nữa là cái loại tiết diện sử dụng ở trong cái công trình này thì lại là các thanh dàn thì sử dụng là thép chữ Y chứ không phải là dùng thép ống. Thực ra thì một cái khó khăn nữa khi mà thiết kế các công trình thép nhịp lớn này ấy, đó là người thiết kế khi mà thiết kế công trình này thì chưa được gọi là làm việc trực tiếp với lại nhà thầu sẽ là đơn vị thi công cái công trình. Chính vì thế mà mỗi một cái gọi là nhà thầu thi công công trình ấy, thì đôi khi họ có gọi là dây chuyền máy móc thiết bị phù hợp để làm một cái loại kết cấu riêng biệt. Ví dụ như là có những công ty họ có dây chuyền chuyên biệt để làm cho loại là kết cấu thép tổ hợp hàn, có những cái công ty thì họ lại có dây chuyền để rất là tốt để làm cho cái loại là thép hình cán nóng, có những công ty thì họ lại làm có cái dây chuyền có cái công nghệ làm thép ống hàn giao tuyến rất là tốt. Rồi có những công ty ví dụ như trước đây cái nền tảng của họ là đơn vị đóng tàu chẳng hạn, thì họ lại có cái dây chuyền để làm cái loại là thép dạng vỏ hoặc là tấm rất là ngon đó. Thế thì khi mà cái người thiết kế người ta đưa gọi là lúc là xây dựng phương án kết cấu này, rồi lúc là lựa chọn sơ bộ cái loại tiết diện thanh ấy, thì thực ra khi mà đang làm thiết kế thì chưa được tiếp xúc với lại nhà thầu, mình hoàn toàn không biết được là tới đây sẽ là đơn vị nào sẽ là đơn vị thi công. Thế nên là có thể là cái việc mà người ta lựa chọn cái tiết diện đấy nó không hoàn toàn phù hợp với
năng lực của nhà thầu. Đó, nhưng mà đến khi mà ngồi được với nhau rồi thì lúc đấy mọi chuyện thiết kế đã xong xuôi rồi, đã gọi là phê duyệt rồi, thế nên là để thay đổi được rất là khó. Nên là thực ra là từ cái suy nghĩ, từ cái gọi là kinh nghiệm cá nhân của em thôi, nếu mà trong cái giai đoạn mà trong giai đoạn thiết kế mà đã giữa các đơn vị có thể ngồi với nhau để gọi là trao đổi trước và để định hình trước xem là cái loại công trình này sẽ dùng cái gọi là tiết diện gì, công nghệ ra làm sao, thì đấy sẽ là một cái điều nó sẽ thuận lợi cho cả đơn vị thiết kế cũng như là đơn vị thi công sau này. Thì đấy là những cái khó khăn mà chính bản thân cá nhân em được trải qua khi mà thiết kế những cái công trình thép. Thì để giải quyết những cái khó khăn như vậy thì ở công ty Polysud thì họ cũng đi tìm những cái giải pháp để làm sao mà để giải quyết được những cái khó khăn của họ. Thì tại cái thời điểm năm khoảng 2010 2011 đó, thì có lẽ lúc đấy chưa nhiều người người ta nói về 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 BIM, và khi mà họ thấy rằng là à có lẽ là mình nên tiếp cận nên nên ứng dụng cái BIM đó vào cái quy trình thiết kế của mình, thì họ cũng đi tìm hiểu các gọi là các cái phần mềm BIM, thì và họ cũng thấy rằng là công nghệ BIM thì nó cũng có, hầu như mình có thể nói rằng là có hai cái phần mềm mà mạnh nhất, đó là phần mềm Revit và phần mềm tức là Structure. Thì đầu tiên họ cũng thử tiếp cận Revit xem là có phù hợp với lại công nghệ của cái yêu cầu của họ hay không. Và sau đấy rằng sau khi thử thì họ thấy rằng là có vẻ như là cái phần mềm tức là Structure nó phù hợp hơn với cái nhu cầu chuyên biệt cho những cái loại công trình mà họ sử dụng. Thế nên là sau đấy thì họ đã tiến hành là mua phần mềm rồi tiến hành đào tạo để chuyển giao công nghệ, và cái dự án đầu tiên mà họ áp dụng thành công cái công nghệ BIM đấy để vào thiết kế đấy là nếu em nhớ không lầm thì như đấy là dự án Tabusem, cái dự án đầu tiên được áp dụng cái gọi là một cái quy trình thiết kế dựa trên cái nền tảng BIM để thiết kế một cái công trình. Thế thì cái quy trình thiết kế bằng BIM mà được áp dụng ở công ty Polysud thì nó sẽ gồm có những cái bước như nào? Thì ở đây em có gọi là trong cái slide này thì em có giới thiệu sơ bộ các cái bước, thì gồm có là các bước để thiết kế kết cấu thì về cơ bản thì nó cũng không khác biệt so với lại các đơn vị thiết kế xây dựng khác. Thì cái đầu tiên thì nó cũng luôn là để đi thiết kế một công trình thì bao giờ cũng phải là layout ra cái hệ kết cấu cụ thể, ở đây thì phải gọi là lên một cái phương án kết cấu để có thể đỡ được toàn bộ những cái hệ thống thiết bị máy móc ở trong cái hạng mục đó. Sau đó thì xây dựng gọi là sơ đồ tính và đi thiết kế, ví dụ như đối với cái cầu thép thì phải đi kiểm tra khả năng chịu lực của tiết diện và tối ưu cái tiết diện đó, còn đối với lại phần bê tông thì phải đi gọi là tính toán cốt thép cho ví dụ như cho móng này rồi cho tường đó. Sau đấy thì đối với lại cái cốt thép thì nó có thêm cái phần là phần thiết kế chi tiết liên kết, rồi sau đó thì sẽ quay trở lại. Gọi là nếu mà ví dụ như ở những cái công ty mà không áp dụng BIM ấy, thì sau khi thiết kế chi tiết liên kết xong thì họ sẽ triển khai bằng bản vẽ 2D, và có thể là họ sẽ ra bản vẽ hoặc là có thể là kỹ hơn nữa thì họ ra đến bản vẽ soft. Thế nhưng mà cái sự khác biệt của cái quy trình mà được áp dụng ở Polysud ở đây ấy là tất cả những cái bước này thì được gọi là thực hiện hầu như ở trên một cái nền tảng chung, đấy là cái phần mềm Tekla Structure. Ví dụ như ở đây cái bước đầu tiên là bước gọi là lên phương án kết cấu ấy, thì cái đầu bài nhận được của bọn em, vì nó là một cái công vì đều là các công trình công nghiệp nặng, thế nên là cái đầu bài nhận được nó không giống như là các công trình dân dụng là bản vẽ kiến trúc, mà đầu bài bọn em nhận được là cái bố trí thiết bị máy móc ở trong một cái công trình đấy, và với một cái mức độ chính xác là rất là cao, gần như là chính xác 100% rồi. Thì sau khi mình nhận được cái mô hình gọi là thiết bị máy móc đấy thì mình sẽ import vào trong phần mềm Tekla Structure và sẽ tiến hành là gọi là xây dựng lên cái hệ thống, lập cái phương án kết cấu để đỡ cho những cái thiết bị máy móc đấy. Sau đó thì toàn bộ cái mô hình mà mình đã xây dựng đó ấy, thì sẽ được export sang SAP 2000, và ở trong phần mềm SAP thì sẽ tiến hành nhập tải này, tính toán tải trọng, rồi sẽ thiết kế ở trong phần mềm SAP. Sau khi tính toán xong ấy thì sẽ chuyển sang một cái cho một cái nhóm những cái người thiết kế
chi tiết liên kết để họ tính cái các cái liên kết cần thiết, và sau đấy thì là toàn bộ cái mô hình tech lab ban đầu cũng như là những cái thiết kế liên kết đó thì sẽ được chuyển cho một cái đơn vị gọi là cho một cái team tiếp theo là team detailing để họ xây dựng một cái mô hình với cái độ chính xác cao, và sau đó thì có thể xuất ra được bản vẽ soft drawing. Thì riêng cái phần mà thiết kế chi tiết liên kết này thì thực ra thì cái này em đã có một cái buổi chia sẻ về cái việc là tự động thiết kế cái liên kết này ở trong phần mềm Tekla như thế nào. Về cái phần này thì của em xin phép em xin không nói kỹ hơn nữa. Bây giờ em chỉ muốn tập trung kỹ vào cái phần là cái bước là lên phương án kết cấu và xuất ra phần mềm SAP 2000. Thì ở đây em có lấy một cái đây là một cái gọi là một cái dự án thật ở ở công ty, thì đây là một cái hệ kết cấu khá là đơn giản và nhưng mà nó khá là trực quan, thế nên là để giúp cho mọi người hình dung được là cụ thể là ở công ty họ sẽ làm như thế nào. Thì cái dữ liệu mà bọn em nhận được ấy, nó là dữ liệu được xuất ra từ phần mềm PDMS, nó sẽ gồm có là hai phần. Cái phần đầu tiên ấy là cái phần hệ thống ống rồi những cái chân đỡ của thiết bị, những cái thông tin này là thông tin chính xác. Và bên cạnh đấy thì họ bên em nhận được một cái nữa là một cái gọi là cái sơ bộ phương án kết cấu. Tại sao lại là chỉ là sơ bộ? Cái thông tin này là thông tin chưa chính xác. Tại vì sao? Tại vì là những người mà dựng cái gọi là phương án kết cấu sơ bộ ban đầu ấy là những kỹ sư cơ khí, thế nên là chắc chắn là họ không thể vẽ được, không thể dựng được một cái phương án kết cấu chuẩn được, mà đấy là công việc của mình. Tuy nhiên là cái phương án sơ bộ đấy ấy, nó giúp cho mình là hiểu, gọi là nắm được là mình có thể nói, bên cơ khí họ yêu, họ cần mình đặt những cái dầm đỡ như thế nào, vị trí cụ thể ra làm sao, và mình có thể được phép là bố trí thêm những cái thanh ở chỗ nào, hay là có những chỗ nào là chỗ mình không được phép bố trí kết cấu vào đấy, bởi vì nó có thể vướng vào hệ thống thiết bị máy móc. Sau đấy thì là cái phương án kết cấu có thể nói là phương án kết cấu chính xác ấy, thì sẽ được lập ở trong cái phần mềm Tekla Structure. Và sau đó thì toàn bộ cái hệ kết cấu mà đã được lên ở trên phần mềm Tekla Structure đấy thì sẽ được xuất sang phần mềm SAP 2000. Trong cái phần mềm SAP đó thì mới tiến hành là nhập các cái loại tải trọng, ví dụ như là tải trọng bản thân của cấu kiện này, rồi tải trọng của thiết bị, rồi tải trọng gió, rồi tiến hành thiết kế ở trong cái phần mềm đấy. Sau khi đã thiết kế tối ưu xong được cái tiết diện rồi thì công việc của người kỹ sư ở ở công ty là sẽ phải cập nhật lại cái tiết diện đã được tối ưu vào trong cái mô hình Tekla Structure đó. Cùng với việc đó thì là phải xuất toàn bộ cái phần nội lực ở những cái vị trí cần thiết để gửi cho đơn vị, để gửi cho cái team tiếp theo là team thiết kế chi tiết liên kết đó. Và cuối cùng thì là một cái team cuối cùng là team detailing, sẽ là cái team mà nhận được đề bài, gồm có là thứ nhất là một cái mô hình Tekla với một cái mô hình Tekla Structure với cái mức độ chi tiết khoảng LOD khoảng từ 200 đến 250. Sau đó và thêm một cái là bản gọi là bản phác thảo chi tiết liên kết của những cái liên kết ở trong cái mô hình đó. Ví dụ như nếu mà công trình mà có thêm cả phần bê tông thì sẽ nhận được một cái bản phác thảo bố trí cốt thép của những cấu kiện bê tông, ví dụ như là móng này, dầm móng này, hoặc là cột dầm bê tông. Và công việc của detailer ở đó thì là họ sẽ xây dựng một cái mô hình độ chính xác là 400, và sau đấy là sẽ xuất ra bản vẽ để gọi là gửi ra ngoài công trường. Đấy thì là toàn bộ một cái quy trình, một cái quy trình thiết kế theo BIM được áp dụng ở Thyssen, Clisus như vậy. Thì nhờ cái việc mà áp dụng cái quy trình như vậy ấy, thì nó mang lại được một số những cái lợi ích như sau. Cái lợi ích đầu tiên thì là nó tăng được cái độ chính xác ở trong thiết kế, giảm sai sót khi mà gia công chế tạo, bởi vì tất cả những cái đấy thì đều được làm ở cái mức độ chính xác. Ví dụ như là kết cấu thép thì thực ra kết cấu thép thì là cái mức độ cái những cái sai sót thì nó ít, nhưng mà ví dụ như ở trong những công trình bê tông cốt thép ấy, thì những cái xử lý ở ngoài nếu mà không được thiết kế bằng BIM thì các cái xử lý ở ngoài công trường nó rất là nhiều, bởi vì ví dụ như mọi người vẽ dầm cột bê tông ấy, thì thông thường là họ chỉ vẽ cốt thép của đúng cái cấu kiện đấy thôi, mà họ không vẽ cốt thép của những cái cấu kiện lân cận, dẫn đến là ở ngoài công trường các ở trong đặc biệt là ở các cái nút ấy, thì thép dầm thép cột giao vào nhau rất là nhiều, và cái đấy rất là tốn công ở ngoài.
gọi là xử lý ở ngoài công trường. Tiếp theo nữa là cái khi mà xây dựng một cái mô hình BIM với cái độ chính xác cao như vậy thì toàn bộ cái phần là thống kê khối lượng là chính xác, tăng cái độ chính xác ở trong thống kê khối lượng, và nó giúp cho việc là tránh va chạm giữa kết cấu và thiết bị. Cái này thì gọi là free class đấy, tức là mong muốn của tất cả những cái người làm BIM là đều khi mà làm xong là hoàn toàn không có gọi là một cái va chạm nào cả. Bên cạnh đấy thì khi mà có một cái mô hình gọi là chuẩn, một cái mô hình ngon rồi, thì nó các cái công tác về sau, ví dụ như là công tác quản lý dự án, kiểm tra tiến độ rất là thuận tiện. Và về cơ bản, tức là nếu mà nhìn một cái cách tổng thể thì cái việc áp dụng BIM đấy thì nó tiết kiệm được cái chi phí tổng thể của dự án. Tuy nhiên là nó cũng không có cái gì là hoàn hảo cả. Bên cạnh những cái ưu điểm, rất là nhiều ưu điểm mang lại như vậy, thì nó cũng có những cái nhược điểm. Và cái nhược điểm đầu tiên là tăng thời gian thiết kế. Bởi vì sao? Bởi vì là một cách rất là trực quan mọi người có thể hình dung được là nếu như là tất cả cái quy trình được thiết kế bằng CAD 2D ấy, thì chúng ta chỉ mất một một đơn vị thời gian để làm ra cái bản vẽ 2D đấy. Vì các cái bản vẽ 2D đôi khi nó có tính chất ước lượng rất là cao. Đó, đôi khi mình có thể sử dụng những cái gọi là bản chi tiết điển hình để mình có thể áp dụng cho rất nhiều những cái vị trí, tức là mình chỉ cần vẽ có mỗi một chỗ thôi, xong rồi là mình cứ bảo là mình sẽ áp dụng cho chỗ này chỗ kia. Đó. Thế nhưng mà nếu mà mình xây dựng một cái mô hình full BIM và từ đấy tạo ra bản vẽ thì theo ước lượng thì có lẽ là thời gian nó phải nhân lên, thì tức là nó phải là ba đơn vị thời gian. Vì sao? Tại vì nó mất một đơn vị thời gian để cho xây dựng mô hình, mất một đơn vị thời gian nữa để cho việc là xuất ra bản vẽ theo đúng yêu cầu của các cái bản vẽ theo thông lệ ở trên thế giới, và cuối cùng là nếu mà có vấn đề gì cần phải xử lý thì cái thời gian để xử lý cho một cái mô hình sau khi đã ra bản vẽ rồi mất rất rất nhiều thời gian. Đó, thế nên là theo ước lượng thì cơ bản thì là nó làm tăng cái thời gian thiết kế, và đây cũng là một cái vấn đề mà khi ở tại thời điểm em làm ở công ty thì tất cả mọi bên đều đang vò đầu bứt tai để giải quyết cái vấn đề đó. Tại vì là đôi khi có những cái dự án mà đơn vị mà bên em mà gọi là chỉ làm công tác là tư vấn thiết kế thôi thì sẽ chào thầu bằng là working hour. Nếu chào thầu bằng working hour mà mình tính là trên cái thời gian làm việc thực của tất cả anh em kỹ sư thì không bao giờ có thể trúng thầu được cả, bởi vì là cái thời gian thấy nó báo gấp 3 lần so với lại các đơn vị thiết kế khác. Đó. Và tất nhiên là mình cũng nói là đây cái ưu điểm của tôi là thế này, tôi làm được thế này thế kia, nhưng mà đứng ở trên phương diện quản lý thì thường thì họ sẽ luôn luôn đặt cái câu hỏi là họ sẽ không bao giờ chấp nhận cái việc là gọi là giao cho một cái đơn vị mà tốn kiểu nhiều thời gian, trong khi là có một cái đơn vị khác gọi là tốn ít thời gian tương đương với việc là cái chi phí thiết kế gọi là thấp hơn rất nhiều. Đó, thì đây là một cái nhược điểm rất là lớn. Tuy nhiên là cái việc tăng thời gian thiết kế này nó sẽ kéo theo là nó tăng cái chi phí tư vấn thiết kế. Tuy nhiên là nếu mà là so về mặt là tổng thời gian xây dựng ấy, thì cũng rất là khó nói để xem là như là gọi là tổng thể nó có tăng được hay không. Bởi vì dù là cái thời gian thiết kế thì nó tăng lên rất nhiều, nhưng mà nhờ cái việc là mình thiết kế một cách chính xác ấy, thì nó có thể giảm được rất nhiều cái thời gian để xử lý các cái va chạm ở ngoài hiện trường. Nên là nếu mà là một cái bài toán tổng thể ấy, thì rất nhiều người thì bây giờ đã nói rằng là cái việc áp dụng BIM nó sẽ giảm thời gian đi rất là nhiều. Tuy nhiên là thực ra là em không có con số cụ thể, bởi vì là để có được cái gọi là cái một cái so sánh đấy thì nó phải ở một cái mức độ gọi là ở cái high level cao hơn nữa thì họ sẽ có được cái gọi là cái nhìn tổng thể hơn. Còn mình thì chỉ tham gia vào một cái góc là góc thiết kế thôi thì rất khó để có thể nói được. Tuy nhiên là hầu như bây giờ có lẽ là tất cả mọi người làm BIM thì đều đã gọi là có một cái đồng ý chung, đấy là mặc dù là đúng cái thời gian thiết kế thì nó tăng lên, thế nhưng mà tổng thời gian xây dựng công trình cũng như là cái chi phí tổng thể cho dự án thì nó có thể nó giảm đi. Đó là cái hướng mà đấy là cái quy trình mà được áp dụng ở ở công ty Quisu. Thì công trình này nó được em nghĩ là đến bây giờ họ vẫn đang áp dụng cái công trình đấy. Cái thời gian em làm ở đó thì họ áp dụng cho khá là nhiều các cái dự án, ví dụ như là đây là dự án XSEM, đây là một cái nhà nghiền. Đó, thì mọi người có thể thấy rằng trong đây thì đây là một cái công trình mà nó sẽ gồm có là cả phần bê tông có thép, cả phần thép, và cái mô hình này là một cái mô hình đã gọi là đầy đủ full beam rồi, với cái độ chính xác là LOD khoảng 400.
Trong đó là đầy đủ tất cả các hệ thống thiết bị máy móc đều được import vào đó, và tất cả những cái, tại vì ở đây cái hình này là hình tổng thể thôi, nhưng nếu mà nhìn kỹ thì sẽ thấy rằng là toàn bộ cột dầm sàn tường đều có cốt thép, và cốt thép ở đây là cái mức độ gọi là va chạm đã được giảm bớt đi rất là nhiều rồi. Tất cả những cái hệ thống tại những cái vị trí mà chân đỡ thiết bị máy móc thì đều có được, đều có thiết kế để lắp đặt máy móc thiết bị. Thế nên là từ cái phản hồi của những cái người mà làm công tác là giám sát tác giả cũng như là quản lý dự án ở ngoài công trường thì họ phản hồi lại thì cái dự án này là một cái dự án rất là thành công, bởi vì là cái rất là thuận tiện khi mà áp dụng vào BIM thì nó rất là thuận tiện trong việc là thi công cũng như là quản lý dự án ở trong thực tế. Bên cạnh đấy thì nó có cái một, em có chụp một cái bảng là bảng khối lượng được trích xuất trực tiếp từ cái mô hình BIM đấy ra, thì bảng khối lượng này gần như là chính xác 100%. Rồi đây là những cái dự án khác, ví dụ như đây là một cái dự án, một cái trạm cụm, những cái có cái quadrupole như là một hai cái nhà phụ trợ bên cạnh nữa, để có thể gọi, nói tiếng Việt nó gọi là cái trạm nghiền xi măng. Thì đấy là cái quy trình mà em gọi là tiếp thu và học hỏi được ở công ty cũ. Thì sau khi nghỉ, khi sau khi quay lại trường giảng dạy thì cũng rất là may là em có cái cơ hội được tham gia vào một vài những cái dự án thiết kế những cái công trình nhà dân dụng, công trình thép dân dụng, chủ yếu là những cái công trình nghiệp lớn. Thì và em đã áp dụng cái quy trình mà mình học hỏi đấy vào những cái công trình này. Thì sau đây ở trên, trong cái phần tiếp theo thì em sẽ giới thiệu một vài cái dự án mà em đã áp dụng đúng cái quy trình như em vừa trình bày vào. Cái dự án đầu tiên em muốn giới thiệu đây là cái dự án là nhà thi đấu Bắc Giang. Cái dự án này thì em được tham gia thiết kế vào năm bắt đầu là năm 2016, thiết kế xong thì khoảng vào năm 2017, và nếu em nhớ không lầm thì loanh quanh khoảng khánh thành vào năm 2019. Thì một số khó khăn khi mà thiết kế cái dự án nhà thi đấu Bắc Giang này thì cái khó khăn đầu tiên là cái nhà này, là cái mái của cái công trình này thì nó vượt khẩu độ rất là lớn. Cái theo cái chiều dọc của công trình ấy thì là khoảng cách giữa hai cột là khoảng trên 100 mét. Còn theo phương ngang thì chỗ lớn nhất thì khoảng cách giữa hai cột là 80 mét. Dẫn đến là cái phương án kết cấu nó rất là phức tạp. Cái khó khăn thứ hai ấy là cái hình dạng của cái mái này thì được thiết kế dựa trên cái hình ảnh là một cái cánh diều. Chắc mọi người ở đây thì có rất nhiều anh chị em thời còn bé thì cũng đã từng làm diều rồi, thì cũng biết là diều ấy là nó, hình ảnh của nó là một cái, nó là hai nửa, và mỗi một nửa đấy thì nó lại là cong hai chiều, tức là nó cong theo cả phương x và cong theo cả phương y. Đó. Dẫn đến là mỗi một cái dàn phẳng, tức là sau khi đã quyết định là sẽ sử dụng các cái dàn trực giao rồi, thì nó sẽ dẫn đến là các cái dàn, mỗi một dàn thì đều cong và cao độ giữa các dàn thì không giống nhau. Thì ở đây em có gọi là cái hình tiếp theo, cái hình này thì là đây là cái gọi là mô hình beam của cái hệ kết cấu của cái mái đó. Thì các thầy cô và các bạn có thể nhìn thấy là cái phương án của cái dàn này, cái phương án này thì nó cơ bản thì mình có thể gọi là đây là phương án dàn phẳng trực giao. Trong đó thì cái dàn có ba cái dàn chính nhịp 100 mét đó, thì cái dàn này thì nó cao khoảng tầm 3 mét, chiều cao của mỗi dàn này là khoảng 3 mét, và nó là cong một phương. Rồi có rất nhiều những cái dàn ngang gác vào cái dàn chính này, thì mỗi một cái dàn ngang đấy ấy, thì thứ nhất là bản thân mỗi một cái dàn ngang đấy nó lại cong, và nó cong xong không những là nó cong mà cái cao độ của các cái dàn đấy nó khác nhau đó. Để có thể tạo ra được cái mặt phẳng cong hai chiều ấy, thì cần phải thay đổi cái gọi là cái cao độ của dàn liên tục như vậy thì nó mới đảm bảo được là cái mặt cong giống như là yêu cầu của kiến trúc. Trong giai đoạn thiết kế cơ sở thì cái đầu bài mà bên em nhận được thì là chỉ có là những cái bản vẽ, có bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, và những cái mặt cắt thì nó cũng hết sức là sơ khai, thật tình là như vậy. Thế thì khi mà đã lựa chọn ra cái phương án là dàn trực giao này rồi, nó dẫn đến là sẽ phải dựng lập được một cái sơ đồ tính mà
trong đấy có rất nhiều những cái dàn mà nó ở các cái cao độ khác nhau như này. Thì ban đầu thì bên em có đề nghị là bên kiến trúc là họ cắt ra, họ cung cấp cho mình tất rất nhiều những cái mặt cắt, mỗi một cái mặt cắt là tương ứng ở một trục để mình có thể gọi là xác định ra được cái cao độ của đỉnh dàn. Từ đó thì là em sẽ dựng ra rất nhiều những cái khung phẳng ở trong CAD rồi mình import vào trong SAP rồi gọi là tạo ra được một cái mô hình. Thì trong giai đoạn thiết kế cơ sở thì em làm theo cái kiểu đấy và đã dựng ra được một cái mô hình thiết kế các thứ rồi. Tuy nhiên là cái thực tế thì là bởi vì là các cái mặt cắt nó không hoàn toàn chính xác, nên khi mà mình dựng và đưa vào mô hình thì thấy rằng là cái mặt đấy nó không mịn, tức là vì nó mỗi một cây dàn nó có một cái sai số nhỏ, nên là đến khi mà mình dựng vào thì cả toàn bộ cái mái đấy mình nhìn thấy là nó không đạt được yêu cầu cái độ cong trơn như là yêu cầu của kiến trúc. Thế thì sang đến cái giai đoạn là thiết kế kỹ thuật thì rất may là em thì bên kiến trúc họ có gửi cho bên thiết kế kết cấu cái mô hình mà được dựng ở trong SketchUp. Trong SketchUp thì cái quy trình mà em áp dụng để gọi là cho cái giai đoạn thiết kế cơ sở thì được tóm tắt ở trên cái gọi là cái slide này. Thì cái đầu tiên mà em nhận được đấy là cái mô hình kiến trúc được dựng ở trong phần mềm SketchUp, như là các thầy cô và các bạn có nhìn thấy cái mô hình đấy thì họ đã dựng khá là ổn rồi. Thế thì rất là may là cái mô hình đấy có thể import được vào trong phần mềm TechLab. Thế thì em đã import cái phần mềm đấy vào trong phần vào import cái mô hình đấy vào trong phần mềm TechLab Structure. Và sau đấy ấy, thì cái đầu tiên là em dựng một cái mái theo đúng cái cong cái mái cong của họ. Và sau đó thì ở mỗi cái vị trí mà có dàn này thì em đã tiến hành thì em đã cắt, tức là nói một cách hơi chi tiết một tí là đi cắt thành từng cái section một. Từ đó thì em có những cái điểm gọi là reference để em có thể là dựng được ra các cái dàn phẳng theo đúng cái gọi là cái biên dạng của cái mái đó. Thì cái kết quả khi mà dựng được xong thì sẽ thu được một cái mô hình với có thể gọi là cái phương án cái mô hình ở cái mức độ là độ chính xác khoảng lối đi khoảng 200. Đấy, phương án kết cấu được xây dựng ở trong phần mềm tức là structure như cái hình thứ hai em có thể hiện ở đây. Thế thì rất là may là cái phần mềm tức là structure nó lại có một cái công cụ nó giúp cho mình là xuất toàn bộ cái mô hình mà mình đã dựng ở trong phần mềm đó sang SAP 2000. Đó, thế nên là toàn bộ cái thế nên là cái mô hình BIM ở lối đi 200 đấy em đã xuất nó sang phần mềm SAP 2000. Và như mọi người có thể thấy rằng là cái mô hình BIM và mô hình phần tử hữu hạn gần như là không có sự khác biệt gì, tức là giống nhau 100%. Giống nhau 100%. Và ở trong phần mềm SAP thì em mới tiến hành tại trong cái phần mềm SAP thì mới đi tiến hành nhập tải này, rồi tính toán thiết kế tối ưu với tiết diện, và sau đó thì cập nhật lại cái tiết diện mà mình đã tối ưu đấy vào trong cái mô hình tức là thì cái mô hình mà cập nhật ấy, sau đó thì được sử dụng để làm bản vẽ thiết kế cơ sở ấy. Thì cái mức độ chi tiết của nó cũng chưa thể đạt được đến mức độ chi tiết là 400. Để phục vụ cho cái bản vẽ thiết kế cơ sở thiết kế kỹ thuật ấy, thì cái mô hình của nó cũng chỉ rơi loanh quanh khoảng tầm 300, vì là ở cái giai đoạn đấy thì em cũng chỉ là làm đến cái việc là chia ra từng cái đốt dàn theo cái gọi là theo cái kích thước tối đa. Ví dụ như thông thường người ta sẽ chia là mỗi một đốt dàn nó không quá 12 mét để có thể chuyên chở được bằng container thông thường. Rồi ví dụ như mình sẽ ước lượng cái khối lượng của mỗi cái đốt dàn đấy xem là nó có phù hợp để có thể cẩu được hay không. Đó. Sau khi đã chia ra những cái đốt dàn rồi thì sẽ tính toán liên kết và tạo các liên kết, rồi xuất bản vẽ và thống kê khối lượng từ cái phần mềm TechLab đấy để ra được một cái bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật để nộp chủ đầu tư. Tuy nhiên là cái mô hình thì nó cũng ở cái mức độ nó chưa hoàn toàn là chính xác. Bởi vì sao? Bởi vì cái yêu cầu của thiết kế kỹ thuật nó người ta cũng không yêu cầu đến cái mức là bản vẽ soft drawing. Thế nên là cái mô hình ở đây nó cũng chưa được gọi là mức độ chính xác nó vẫn chưa cao. Thế thì sau đó khi mà đã có cái đơn vị
đã biết được, tức là đơn vị sản xuất chế tạo phần kết cấu thép ấy, họ đã trúng thầu rồi, thì cái mô hình mà ở trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật đấy thì sẽ được chuyển giao cho bên cho bên nhà thầu, và ở cái đội ngũ kỹ thuật của bên nhà thầu ấy, thì họ mới tiến hành là điều gọi là điều chỉnh bổ sung thêm những cái chi tiết để phục vụ cho việc là xuất ra bản vẽ soft drawing đó, và sau đấy cái bản vẽ soft drawing thì được và khối lượng thì được gửi lại cho tư vấn thiết kế để duyệt. Thì thực ra thì cái việc duyệt đấy nó cũng rất là đơn giản thôi, bởi vì là tất cả các bên thì đều làm việc ở trên một cái mô hình đã thống nhất rồi, thế nên là hầu như là không có cái vấn đề gì cần phải chỉnh sửa cả. Và cuối cùng thì sau khoảng hơn 1 năm 2 năm chế tạo thì lắp dựng, thì cuối cùng là cái công trình thu được như là cái hình cuối cùng ở trên cái slide này. Thì một cái cách trực quan thì các thầy cô và các bạn có thể thấy rằng là cái công trình thật với lại cái mô hình SketchUp cũng như là những cái mô hình kết cấu hầu gần như là nó rất là giống nhau, thực tế là nó gần như là nó không có sự khác biệt gì cả. Cái điều này là đây có thể nói là một cái ưu điểm rất là lớn của công nghệ BIM. Như ở đây thì có em có thể hiện thêm có 2 cái hình, đây là những cái hình, 2 cái hình bên trái là mô hình BIM với độ chính xác là OD đến 400 đó, và cái hình bên phải là ảnh chụp trong giai đoạn là nhà thầu cái cấu thép họ đang lắp dựng cái dàn đấy. Thì sơ bộ thì có thể thấy rằng là hầu như là giữa mô hình với lại thực tế thì nó không có gì là khác biệt cả. Thế thì để có thể là áp dụng được cái quy trình như em nói, một cái cách gọi là trơn tru được ấy, thì trong cái quá trình thiết kế theo BIM nó cần phải áp dụng một số những cái tool. Ở đây thì em có giới thiệu 2 cái tool mà em nghĩ rằng là quan trọng nhất trong cái việc là để cái quy trình đấy nó có thể work được. Cái tool đầu tiên ấy là phải có một cái tool để nó xuất được từ mô hình từ mô hình BIM ra mô hình phân tích phần tử hữu hạn. Thì phần mềm Tekla Structure ấy nó có tồn tại một cái mô hình gọi là mô hình phân tích đó. Thế cái mô hình phân tích đấy nó được convert từ cái mô hình vật lý, ví dụ như ở đây mọi người có thể thấy rằng là có 2 cái hình, một cái hình gọi là physical model, tức là mô hình vật lý. Sau từ cái mô hình vật lý đấy ấy, thì nó cho phép là convert ra một cái mô hình phân tích với cái việc là tất cả cái hệ thanh ấy, tất cả những cái cấu kiện như cột, dầm, sàn, xà gồ thì sẽ được chuyển sang là gọi là sơ đồ thanh. Sơ đồ thanh đấy và cái sơ đồ thanh đó thì nó sẽ đặt tại vị trí là theo cái gọi là cái handle point, là cái nó gọi là cái gì, cái gọi là cái điểm tham chiếu của các cái cấu kiện. Tại trong cái mô hình tại trong phần mềm Tekla ấy, thì nó cho phép mình là nhập gán một số những cái loại tải trọng. Tuy nhiên là cái phần mềm đấy nó không cho phép mình phân tích kết cấu, mà nó chỉ cho phép mình xây dựng đến cái mô hình phân tích này thôi. Đó. Thế nhưng mà trong thực tế thì khi mà em áp dụng thì hầu như là em không làm cái bước gán tải ở trong phần mềm Tekla, mà em chỉ là sau khi xây dựng được cái mô hình vật lý đấy rồi sẽ gọi là đã thì xuất ra cái mô hình phân tích, và từ cái mô hình phân tích đó ấy, thì nó có một cái tool giúp cho việc là export cái mô hình phân tích đấy sang phần mềm SAP 2000. Cụ thể ở đây nó có cái tool, nó gọi là tool Tekla Structure Tool SAP 2000 ấy. Đấy, đây là một cái tool được cung cấp ở trên cái trang Tekla Warehouse này. Nếu mà mình có tài khoản maintenance thì mình có thể vào mình download được. Đó, thì đấy là cái tool đầu tiên. Nếu mà em nghĩ là đây là cái tool quan trọng nhất phục vụ cho cái quy trình thiết kế kết cấu theo BIM, bởi vì nếu mà không có cái tool này ấy, thì chắc chắn là nó sẽ không thể có cái link giữa gọi là mô hình BIM và mô hình phân tích kết cấu được. Và như thế có nghĩa là cái quá trình nó không đi theo được cái gọi là theo cái vòng tròn được. Đó, thì đấy là một cái tool rất là quan trọng. Một cái tool thứ hai thì cái tool này thực ra là tool này không phải em sử dụng, mà cái tool này là tool được bên nhà thầu họ sử dụng. Tại vì sao? Tại vì là như em có nói là các cái thanh dàn ở đây ấy, là khi mà lựa chọn là em lựa chọn cái loại là tiết diện chữ Y tổ hợp hàn, tức là mỗi một thanh dàn ở đây được tổ hợp từ 3 cái tấm thép được hàn gọi là hàn bằng tổ hợp với nhau bởi 4 đường hàn góc. Thế nhưng mà ở trong cái mô hình trong giai đoạn đầu khi mà
mà em xây dựng mô hình ấy, thì em tất cả những cái thanh giảng đấy thì đều em đều dựng bằng những cái loại cấu kiện với tiết diện chữ 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 H, mà tức là ở trong phần mềm nó đang coi rằng đây là những cái cấu kiện cản nóng. Tại sao em lại sử dụng như vậy? Bởi vì là phải xây dựng bằng những cái cấu kiện dạng cản nóng như thế này ấy, thì khi xuất ra mô hình xác mới có tiết diện chính xác được. Còn nếu mà ở trong cái giai đoạn gọi là thiết kế mà dựng các cái cấu kiện đấy bằng cái gọi là các cái cấu kiện tổ hợp bằng ba tấm thép ấy, thì khi xuất ra mô hình phần tử hữu hạn nó sẽ coi rằng đây là ba tấm thép rời nhau không làm việc đồng thời được. Đó, thế nên là mô hình ban đầu được xây dựng là tất cả, mặc dù là thiết kế thì đã lựa chọn đây là sử dụng là thép hình tổ hợp rồi, nhưng mà khi mà dựng ở trong mô hình ấy, thì vẫn dựng bằng cán nóng. Thế thì sau đó khi mà đến cái giai đoạn mà triển khai bản vẽ soft drawing ấy, thì nhà thầu họ muốn gọi là xuất các cái bản vẽ soft cho những cái, từng cái tấm thép một, thì rất là may là tức là họ lại có một cái công cụ, nó gọi là công cụ là plate from build up section. Cái công cụ này nó cho phép là convert một cái cấu kiện cán nóng tách ra thành ba cái tấm thép riêng biệt. Đó, thì nhờ có cái công cụ này ấy, thì cái việc là triển khai bản vẽ shop của từng cái tấm thép một nó mới có thể triển khai được. Còn tất nhiên là nếu mà không có cái công cụ này thì đến giai đoạn làm bản vẽ shop ấy thì sẽ phải dựng lại từng cái tấm một. Tất nhiên là có thể làm được, nhưng mà chắc chắn là sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức. Đó, thì em nghĩ rằng là có hai cái tool đấy là hai cái tool rất là quan trọng để cho cái quy trình em nói nó hoạt động được một cách là nhuần nhuyễn. Một cái nữa là trong cái, tại vì là khi mà nhà thầu gọi là chế tạo với lắp dựng ấy, thì bên cạnh cái việc là ra bản vẽ shop rồi thì họ còn làm cả phần là phần lắp dựng nữa. Mà một trong những cái đặc điểm của những cái công trình nhà thép nhịp lớn ấy, đấy là tại vì không thể nào mà là lắp, rất ít trường hợp là người ta lắp được một cái dàn 100 mét ở dưới mặt đất và sau đấy họ cẩu lên, mà đa phần thì họ phải lắp theo từng đốt một. Trong giai đoạn lắp từng cái đốt một ấy, thì dàn nó không tự chịu lực được. Thế nên là nó dẫn đến là để phục vụ cho cái việc là thi công cẩu lắp cái hệ dàn này thì nó phải có rất nhiều, phải sử dụng rất nhiều các cái cột chống tạng để nó gọi là nó support cho cái dàn trong cái lúc mà chưa lắp được toàn bộ cái hệ kết cấu lên. Thế thì đơn vị thi công lắp dựng đấy thì họ cũng thiết kế cái hệ chống tạng đó bằng trong nền tảng BIM này, và nhờ có một cái mô hình ngon rồi, thế nên là cái các cái cột chống tạng đấy họ thiết kế và nó rất là thuận lợi và với cái độ chính xác rất là cao. Không chỉ là thiết kế mà trong cái giai đoạn lắp dựng ấy thì nó còn phải dẫn đến một cái câu chuyện là cần phải kiểm tra cái gọi là hệ kết cấu gọi là permanent cũng như là những cái kết cấu temporary đấy trong giai đoạn lắp dựng, xem là liệu là nó có đảm bảo khả năng chịu lực hay không. Thế thì có bao nhiêu bước lắp dựng thì phải kiểm tra từng đấy cái lần hệ kết cấu như vậy. Thì ví dụ như ở đây thì em có thể hiện ra, bởi vì là rất là may là vì là cùng là làm ở trên một cái nền tảng là Tekla này, xong rồi xuất ra xét. Thế nên là sau khi gọi là dựng cái hệ chống tạm xong thì cái việc là xuất cái mô hình gồm có hệ kết cấu chính và cái hệ chống tạm đấy ra phần mềm xác nó rất là thuận lợi. Đó, vì tất cả nó cùng ở trên một cái nền tảng, cùng một cái hệ tọa độ với nhau. Thế nên là xuất ra hầu như là không gặp bất cứ một cái vấn đề gì cả. Thì như ở đây thì đây là cái bài tính em có tính để kiểm tra cái khả năng chịu lực cho cái dàn đấy trong 9 bước lắp dựng. Đây ví dụ như đây bước 1 thì đầu tiên là họ có một cái cột chống to và 4 cột chống nhỏ, sau đấy họ lắp được một đoạn của cái dàn chính. Đến bước thứ 2 thì họ sẽ lắp nung các cái gọi là dàn ngang vào, rồi đến bước thứ 3 thì họ sẽ lắp thêm cột chống tạm, rồi lắp thêm một cái đốt dàn nữa và những cái dàn ngang, cứ lần lượt như vậy, tùy theo cái phương án dàn của họ, phương án lắp dựng của họ thì họ chia ra làm bao nhiêu bước thì mình sẽ phải kiểm tra từng đấy bước như vậy. Cụ thể ở đây thì nó sẽ chia ra làm 9 bước nếu em nhớ không lầm. Cái lần lượt thì mỗi một cái mô hình này là một cái mô hình riêng, cần phải đi kiểm tra khả năng chịu lực của các cái kết cấu, kể cả là kết cấu chịu lực cũng như là các cái hệ kết cấu tạo. Đó. Thì cái rất may là các đơn vị họ
từ thiết kế đến chế tạo lắp dựng đang sử dụng chung một cái nền tảng. Thế nên là cái việc là gọi là xây dựng những cái mô hình để kiểm tra cái giai đoạn lắp dựng này nó rất là đơn giản, tiết kiệm đi được rất nhiều công sức. Chứ nếu mà bây giờ nếu mà một cái đơn vị độc lập mà họ kiểm tra cái này mà họ phải đi xây dựng lại một cái mô hình với mức độ phức tạp như này, xong rồi lại phải xây dựng lên cái hệ kết cấu đỡ tạm này thì sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Thì đây là lần lượt các cái bước, lần lượt các cái bước dàn đấy bạn. Cái ngoài ra thì cái khi mà thiết kế trong cái môi trường BIM ấy, thì nó có một cái ưu điểm nữa, đấy là một trong những cái vấn đề của những cái nhà thầu kết cấu thép, đấy là họ phải chọn cẩu cũng như là xác định được cái vị trí của cẩu đứng để cái tay cẩu ấy là nó có thể gọi là vươn tới cái vị trí mà muốn lắp dựng. Thế nếu mà bây giờ mà tất cả mọi thứ được thiết kế ở trong mô hình BIM ấy, thì cái việc là chọn cẩu rồi kiểm tra xem cái vị trí đứng của cẩu đấy ấy, có thể vươn được cái vị trí cần lắp hay không, với câu chuyện nó trở nên rất là đơn giản. Chứ còn nếu mà ở trong bản vẽ 2D thì tất nhiên người ta vẫn kiểm soát được, nhưng mà đôi khi nó không chính xác bằng việc là ở trên mô hình BIM. Đấy là cái dự án đầu tiên mà em áp dụng cái quy trình thiết kế bằng BIM đó. Một cái dự án thứ hai mà em muốn giới thiệu là cái dự án, đây là một cái dự án gọi là vòng xoay A1 Bình Dương. Cái dự án này thì em, đây là đơn vị tư vấn thiết kế là Inno. Em có gọi là hợp tác cùng với Inno để thiết kế một cái hạng mục rất là nhỏ thôi, là cái mái của cái nhà đa năng ở trong cái vòng xoay này. Đây là một cái dự án rất là lớn, có rất nhiều hạng mục, nhưng mà cái mà em được tham gia vào nó chỉ là một cái mái của cái nhà đa năng ấy. Thì cái nhà đa năng ấy thì nó là ở cái vị trí này. Đây, đây là cái nhà đa năng. Cái nhà đa năng này thì nó phục vụ cho một số, ví dụ như là có thể thi đấu thể thao, cụ thể như là bóng rổ hoặc là các cái hoạt động gọi là ca nhạc. Thứ. Thì cái quy trình mà em áp dụng trong cái gọi là trong cái dự án nhà đa năng của vòng xoay A1 này thì về cơ bản nó cũng giống như là cái quy trình mà em đã áp dụng, em đã trình bày ở lúc trước. Tức là nhưng mà có một cái may hơn nữa là Inno thì họ đã áp dụng gọi là BIM, và cụ thể là họ áp dụng Revit từ rất là sớm rồi, rất là lâu rồi. Thế nên là cái mô hình cái đầu vào mà em nhận được ấy, thì nó là mô hình IFC thì kiến trúc. Thế căn cứ trên cái mô hình IFC đó ấy, thì em đã layout được ra cái hệ kết cấu, và cái hệ kết cấu ở trong giai đoạn này thì cái mức độ chính xác nó chỉ ở LD là 200 thôi. Đó, sau đó từ đó ấy, thì sẽ xuất ra cái mô hình phân tích phần tử hữu hạn ở trong xác. Sau khi đã thiết kế tối ưu tiết diện rồi thì sẽ quay ngược trở lại, update ngược lại cho cái gọi là mô hình BIM, và lúc này cái mức cái độ chính xác nó tăng lên. Tức là cái quy trình này em thấy nó có một cái điều hay là nó một cái mô hình nó cái mức độ thông tin của nó, hay nói cách khác là cái mức độ chính xác của nó tăng lên dần dần trong suốt cả cái quy trình thiết kế. Lúc đầu thì cái LOD của nó chỉ 200 thôi, sau đấy nó sẽ tăng lên, ví dụ như nếu thiết kế kỹ thuật thì nó sẽ tăng lên khoảng 300, 350, rồi đến là thiết kế soft thì nó sẽ tăng lên 400. Nếu mà cầu kỳ hơn nữa, nếu mà mình có thể là sử dụng cái mô hình đấy trong cả giai đoạn là quản lý dự án, rồi sau đấy cập nhật lại để có một cái mô hình SBU, thì cuối cùng thì mình sẽ thu được một cái mô hình mà có LOD 500. Cái mức độ thông tin nó tăng dần, và người sau mình có thể tận dụng được cái gọi là cái công sức của người đằng trước. Nó tránh được cái việc là ví dụ như bây giờ có rất nhiều những cái nhà thầu tư vấn kết cấu thép ấy, thì họ nhận được cái đầu bài hoàn toàn là bản vẽ két thôi, và khi mà bản đầu bài bản vẽ két thì họ vẫn áp dụng gọi là tích la đó, tích la, nhưng mà họ phải đi xây dựng một cái mô hình từ đầu, rất là tốn thời gian và công sức của nhiều người. Thì cái dự án này thì như em có nói là về cái mặt gọi là phức tạp về phương án thì cũng dùng một cái phương án khá là giống như là phương án của nhà thi đấu Bắc Giang, đấy là dùng hệ dàn trực giao với các cái dàn phẳng thì đều sử dụng thép thép hình chữ Y đó. Thế nhưng mà cái này thì thứ nhất là cái nhịp của cái công trình này nó nhỏ hơn cái nhà thi đấu Bắc Giang. Cái này nhịp của nó chỉ khoảng tầm là trên 50 mét, và cái hình dạng của cái mái này thì nó hoàn toàn là phẳng. Nó chỉ là những cái gọi là mái gãy khúc thôi, nên là cái hình dạng của mỗi một cái dàn ấy thì nó đơn giản hơn rất là nhiều. Thế nên là
Em cũng đi vào gọi là trình bày lại cụ thể cái công trình này nữa. Có một cái công trình thứ ba em muốn chia sẻ với mọi người, thì đây là cái công trình là công viên nước Mikazuki ở trong Đà Nẵng. Thì cái công trình này thì em không phải là người không được tham gia trong giai đoạn là tư vấn thiết kế, mà bên em tham gia cái dự án này ở trong vai trò là tư vấn thẩm tra. Đó. Thì cái dự án này thì nó có bên cạnh cái phần khách sạn cao tầng thì nó có một cái công viên nước, và cái công viên nước đấy thì nó làm phương án của nó là dùng dàn dùng hệ khung, nhưng mà là khung rỗng ba mặt. Đó, khung rỗng ba mặt và tiết diện thanh dàn ở đây thì là thép ống liên kết là bằng phương pháp là hàn trực giao. Đó, nhịp của cái nhịp của nhịp ngang của cái nhà này là 80 mét, còn chiều dài thì khoảng là 130 mét, em không 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 nhớ cụ thể lắm. Thế tại sao mà em lại muốn chia sẻ cái gọi là cái dự án này, trong khi là cái dự án này thì bên em không phải là tư vấn thiết kế? Tại vì là nó có một cái câu chuyện nhỏ như thế này là cái dự án này, khi mà bên em nhận được cái bản vẽ thiết kế ấy, thì đây ví dụ như là cái hình giữa này là em trích ra một cái chi tiết cột ở trong cái bản vẽ thiết kế. Thì ở trong bản vẽ thiết kế ấy, thì đơn vị tư vấn thiết kế thì họ làm tất cả các cái thanh dàn này nó không đồng tâm. Tất cả các thanh dàn đây mọi người, như ở cái hình mà em khoanh đỏ em thấy thì các thanh dàn nó không đồng tâm. Lý do tại sao mà họ lại làm các thanh dàn nó không đồng tâm? Tại vì là đây là phương pháp, đây là họ dùng là thép ống mà là hàn trực giao. Thế nếu mà bây giờ mà tất cả các thanh mà hàn đồng tâm với nhau thì nó sẽ dẫn đến là các thanh dàn, đặc biệt là các thanh bụng, là nó sẽ chồng lên nhau, và khi mà chồng lên nhau như vậy thì hàn nó rất là khó. Thế nên là để tránh ra, để tất cả các cái thanh dàn nó không bị chồng lên nhau ở một nút đấy, thì các cái thanh dàn đấy là họ đã bị dịch nó đi một chút để cho nó không đồng tâm với nhau, để nó tránh bị va chạm. Tuy nhiên là cái sơ đồ tính của đơn vị tư vấn thiết kế thì họ lại đang xây dựng là tất cả đều là đồng tâm, tất cả đều là đồng tâm. Thì về cơ bản thì em nghĩ là cái việc là đồng tâm hay không đồng tâm ấy, cái gọi là cái sự làm việc tổng thể của công trình nó không thay đổi nhiều, nhưng mà cái việc là tất cả các nút không đồng tâm thì nó sẽ phát sinh ra gọi là nội lực cục bộ ở những cái chỗ lệch tâm đấy. Cụ thể là nó sẽ có thêm, bình thường ví dụ như tất cả các thanh mà là đồng tâm với nhau thì nội lực ở trong thanh chỉ có mỗi lực giật thôi, nhưng mà nếu mà nó lệch tâm một phát ngay lập tức là lúc đấy có moment và lực cắt rất lớn ở những cái chỗ đó, thì nếu mà mình chỉ cần không cẩn thận thì hoàn toàn nó có thể là xảy ra phá hoại ở những cái vị trí mà nó không đồng tâm này. Đây cũng là một cái kinh nghiệm mà em được gọi là thu nhận được khi mà làm ở công ty cũ, bởi vì ở công ty cũ họ đã từng trải qua những cái, có những cái dự án mà vì là chỉ cần là làm một cái chi tiết nhỏ nó không đồng tâm thôi, sau đấy đã phải bỏ ra tiền tỷ để đi sửa những cái công trình chỉ vì là nó lệch tâm. Mà khi thực ra là lệch tâm thì nó vẫn hoàn toàn bình thường thôi, nhưng mà vấn đề là cái sự khác biệt giữa sơ đồ thật và sơ đồ tính. Đó, thì mình sẽ không thể, khi mà trong sơ đồ tính mà mình làm đúng tâm thì mình sẽ không kể được những cái nội lực phụ phát sinh ra như vậy, rất là nguy hiểm. Đó. Thế thì ở cái dự án này thì mặc dù là bên bên em chỉ là tư vấn thẩm tra thôi, thế nhưng mà để có thể xây dựng được ra một cái mô hình mà nó lệch tâm như thế này này, thì lúc đầu thì em cũng định là sẽ lấy cái mô hình đúng tâm, sau đấy là mình cầm các cái thanh này mình kéo đi. Thế nhưng mà về sau thấy rằng là cái việc mà kéo từng cái điểm này đi, thứ nhất là nó rất mất thời gian và nó không chính xác, thậm chí là nó sẽ dẫn đến là không thể chạy được, bởi vì nó không gọi là nó không giao vào nhau, nó không chạy được. Thế nên là cuối cùng về sau là bên em đã phải quyết định là dựa vào cái bản vẽ kết cấu mà của đơn vị tư vấn thiết kế này này, xây dựng lại một cái mô hình ở trong phần mềm TechLab với cái độ chính xác đúng y xì như là trong cái bản vẽ đó, tức là tất cả các thanh đều được để lệch tâm với nhau. Đó. Thiết kế lệch tâm như nào thì sẽ xây dựng mô hình TechLab độ lệch tâm đúng như thế. Sau đấy là xuất cái mô hình đó ra sáp 2000. Thì nhờ cái TechLab nó là một cái công cụ dựng hình rất là mạnh, thế nên là mới có thể là xây dựng được ra một cái mô hình mà các thanh nó không đồng tâm với nhau như này. Thì như mọi người thấy là cái ở trên cái hình này thì đây là cái hình của sơ đồ tính của đơn vị tư vấn thiết kế, với các thanh thì đều là đúng tâm.
Còn đây là cái sơ đồ tính của đơn vị tư vấn thẩm tra. Với các thanh thì đều được bố trí lệch tâm theo đúng bản vẽ thiết kế chế tạo. Thì cơ bản thì có thể thấy rằng là như em đã nói là tại những cái chỗ mà nó lệch tâm, đặc biệt là những cái chỗ nách, thì nó phát sinh ra cái nội lực rất là lớn. Và chính vì từ đấy thế nên là dẫn đến là có khá nhiều thanh. Những cái thanh ví dụ như thanh bụng thì không, gần như là không ảnh hưởng gì. Những thanh cánh ở vị trí thông thường thì không thay đổi gì. Nhưng mà những cái thanh cánh mà ở nách ấy, là cần phải thay đổi tiết diện hoặc là gia cường một vài vị trí, bởi vì cái việc là phát sinh moment cục bộ như vậy. Thì cái dự án này mặc dù là không phải là một cái dự án được áp dụng một cái quy trình BIM, thế nhưng mà cơ bản thì khi mà xây dựng cái mô hình để thẩm tra thì em cũng đã áp dụng một cái phần nhỏ trong cái quy trình đó vào để xây dựng được một cái mô hình. Rất may là Tekla họ cung cấp cho mình một cái công cụ để dựng hình rất là mạnh. Chính vì thế nên là cái việc là xây dựng một cái mô hình với cái độ lệch tâm chính xác như thế này thì khá là đơn giản ở trong Tekla. Thì đấy là ba cái công trình mà theo em thấy rằng khá là điển hình, và em đã có dịp được tham gia thiết kế và áp dụng cái quy trình BIM vào trong cái bước thiết kế đấy. Cũng có một số những cái công trình khác nữa, tuy nhiên là có những cái công trình thì hiện nay bây giờ còn đang trong giai đoạn thiết kế thì một phần nó bị ràng buộc bởi những cái điều kiện khác nên em chưa có dịp chia sẻ được với mọi người. Rất hy vọng là sau này khi mà những cái công trình đấy nó gọi là thành hình rồi thì lại có dịp được chia sẻ với mọi người cái gọi là những cái vấn đề gặp phải cũng như là cái cách mà đã giải quyết cái vấn đề đó trong quá trình thiết kế như thế nào. Thì để kết luận thì em có em cũng muốn đưa ra một vài cái gọi là vấn đề còn tồn tại như này. Rất xin lỗi mọi người là nó có một cái vấn đề nữa mà em quên chưa viết vào đây. Đấy là như em có gọi là trao đổi trong cái post của anh Khương về cái việc là áp dụng BIM từ mô hình cho đến ra được phần mềm phân tích phần hữu hạn ấy. Thì mọi người cũng biết là một cái mô hình BIM là một cái mô hình nó sẽ gồm có hai mảng thông tin chính là thông tin hình học và thông tin phi hình học. Rất nhiều những cái thông tin phi hình học được tích hợp vào đấy, và cái đấy mới là cái tạo nên là một cái gọi là mô hình BIM đó. Thế nhưng mà cái quy trình mà hiện nay áp dụng vào thiết kế cái cấu mà em đang áp dụng này thì em tự thấy rằng là mới chỉ tận dụng được cái thông tin hình học của mô hình thôi, và cái gọi là cái thông tin phi hình học mà tận dụng được trong cái quá trình thiết kế này là còn rất ít. Đấy là một cái vấn đề đầu tiên. Cái vấn đề thứ hai ấy là mặc dù là tất cả các hãng, thì cái này câu này là em trích lại từ một cái comment của anh Tuấn, và cái comment này em rất vô cùng đồng ý, thế nên là em quên mất chưa xin phép vì tối hôm qua mới soạn slide, nhưng mà chắc là em sẽ xin phép sau là em xin trích lại cái câu của anh Tuấn của bên Structure Beam Solution ở đây ấy. Thì là như anh ấy có nói là mặc dù là tất cả các hãng khi mà xây dựng các cái phần mềm rồi xây dựng những cái tool để nó làm việc được ấy, thì họ đều quảng cáo là đây là một quy trình hai chiều, tức là từ mô hình BIM có thể xuất được ra phần mềm phân tích phần tử hữu hạn, sau khi đã thiết kế gọi là tối ưu xong thì nó cho phép mình cập nhật lại được cái những cái gọi là thay đổi ở phần mềm phân tích phần tử hữu hạn vào mô hình BIM. Mặc dù lý thuyết thì là như vậy, thế nhưng mà cái việc là sử dụng cái việc cập nhật hai chiều như vậy hiện nay bây giờ còn rất là khó khăn đó. Em thì em chưa được trải nghiệm cái phần mềm Revit cũng như là robot xem là cái quy trình cập nhật nó khó khăn đến đâu, nhưng mà ví dụ như là cái quy trình mà từ Tekla này ra SAP thì là ngon rồi, nhưng mà từ SAP quay ngược trở lại Tekla là hầu như là, tức là vẫn có thể làm được, nhưng mà em nghĩ bây giờ hầu như không ai người ta làm cái dùng cái chiều ngược lại nữa. Tại vì sao? Tại vì đôi khi ấy là cái phần mềm phân tích phần tử hữu hạn của mình ấy, mình không chỉ là gọi là tối ưu cái tiết diện, mà đôi khi vì một cái lý do gì đấy mình có thể là mình phải break nó ra thành hai cái cấu kiện riêng để mình có thể lấy được nội lực ở một cái chỗ cụ thể nào đấy, hoặc là đôi khi vì một cái lý do gì đấy mình phải xóa một cái thanh đi vẽ lại bằng một cái thanh khác đó. Thì tất cả những cái thay đổi mà gọi là nội bộ nó khiến cho cái việc là cập nhật ngược lại vào cái mô hình BIM là rất khó khăn. Vì nó không chính xác, làm được nhưng mà nó không chính xác, và cái việc mà mình cập nhật xong sau đấy mình lại phải đi sửa lại thì còn quá cái thời gian bằng cái việc là mình
cập nhật bằng tay. Đó, thì đấy là một cái vấn đề thứ hai em thấy rằng là vẫn còn tồn tại. Và một cái vấn đề nữa, cái vấn đề này thì nó cũng nhỏ thôi. Em thì em không gặp phải cái vấn đề đấy, nhưng mà có nhiều người nói. Tại vì là em thì thường áp dụng cái quy trình thiết kế theo BIM này vào những cái công trình thép nó có cái mức độ phức tạp rất là cao, và hầu như là không sử dụng các cái cấu kiện VAT. Đó, thế nhưng mà ví dụ như những cái bạn nào mà đang sử dụng đang hầu hết là cái mảng thiết kế của các bạn ấy là làm nhà công nghiệp, mà công nghiệp một tầng cấu kiện là gọi là nhà tiền chế đấy, thì các cái loại cấu kiện nhà tiền chế thì nó lại hầu hết là các cái cấu kiện là tiết diện thay đổi và nó được tổ hợp từ ba bản thép. Thế nếu mà dựng cái mô hình đó ở trong Tekla thì khi mà xuất sang sáp thì nó sẽ không hiểu đấy là một cấu kiện, mà nó sẽ hiểu đấy là ba cái cấu kiện thép tấm riêng và làm việc không đồng thời với nhau. Thì đấy cũng là một cái vấn đề vẫn còn tồn tại của cái việc là xuất từ từ Tekla ra sáp. Thì tất nhiên em nghe loáng thoáng là cũng có một số bạn bạn ấy có thể giải quyết được cái vấn đề đấy rồi. Tuy nhiên là cá nhân em thì không không làm cái mảng đấy nhiều, nên là em cũng chưa đầu tư tìm hiểu xem là hôm nay có bạn nào ngồi trong buổi chia sẻ này mà đã giải quyết được cái vấn đề đấy thì rất mong các bạn chia sẻ. Thế thì đấy là nội dung chính của cái bài chia sẻ ngày hôm nay của em. Thì rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian một cái buổi chiều thứ bảy ngồi ở đây để nghe em trình bày. Xin trân trọng cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, cảm ơn Hiếu. Chắc là thay mặt mọi người anh cũng phải cảm ơn Hiếu trước tiên đã dành cái thời gian ngày thứ bảy để chia sẻ đến mọi người một cái bài giới thiệu mà theo anh nghĩ là rất là tuyệt vời. Bản thân anh thì cũng đang xây dựng cái chương trình đào tạo thạc sĩ ở bên Úc này. Đề bài đặt ra thì mình cũng đã chia sẻ trên group rồi đấy. Tức là làm sao đưa được cái áp dụng được BIM giúp cho cái quy trình tính toán thiết kế kết cấu nó trở nên hiệu quả hơn. Đấy thì hôm nay cái bài giới thiệu của Hiếu thực sự là rất 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 hay với bản thân anh. Đấy thì khi mà nghe Hiếu trình bày tự nhiên anh nhớ lại ngày xưa học bên Pháp á, là thỉnh thoảng trường Cổ đồng Paris Pháp có mời các thầy giáo các kỹ sư, tức là cựu sinh viên của trường về để chia sẻ, để chia sẻ các chuyên đề thôi. Nhưng mà cách họ chia sẻ cũng giống như là cái cách mà Hiếu làm hôm nay cũng rất rất hay. Đó là từ kinh nghiệm thực tế em áp dụng vào, nhưng mà cái cách mà em truyền đạt nữa thì nghĩ là rất nhiều người cũng đồng tình với anh là dễ hiểu và rất là trực quan. Thì cảm ơn bài giới thiệu của Hiếu. Đấy thì cũng chia sẻ lại với các thầy cô và các bạn thì mảng chuyên môn nghiên cứu chính của thầy Hiếu. Hiện tại thầy đang làm nghiên cứu sinh năm cuối và cũng là chuẩn bị bảo vệ đấy. Thì thầy Hiếu làm chính cũng đúng là theo cái đam mê của thầy Hiếu thôi. Tức là cũng làm về thép nhưng mà hiện tại đang nghiên cứu về các mô hình học máy để tối ưu hóa các kết cấu thép. Thì cũng chúc thầy Hiếu sắp tới là bảo vệ. Anh nghĩ chắc chắn là sẽ bảo vệ thành công thôi, nhưng mà sớm hoàn thành xong công việc của mình. Thế thì em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn Hiếu rất nhiều. Thế thì bây giờ có lẽ là đến cái phần trao đổi. Thì trong lúc mà đợi các bạn, hiện tại thì mình đang thấy thì cũng chưa có nhiều câu hỏi, thì các bạn có thể đặt câu hỏi trong phần chat. Trong lúc đó thì mình cũng xin phép tổng hợp lại rất là ngắn gọn thôi những gì mà mình nốt ở đây qua cái bài giới thiệu của Hiếu. Thì thầy Hiếu có chia sẻ một cái ở đây thì mình nốt lại là cái quy trình BIM và thiết kế một cái kết cấu thép và cụ thể là cho ba công trình thực tế. Và cái công trình mà thầy giới thiệu kỹ nhất đó chính là nhà thi đấu Bắc Giang đúng không? Bắt đầu thiết kế từ năm 2016. Thực sự nghe cái thông tin này anh rất là ấn tượng, vì nói đến BIM thì gần đây thì mọi người bắt đầu quan tâm, khoảng 5 năm trở lại đây thì quan tâm nhiều. Và ở các công ty bắt đầu áp dụng thực sự gọi là những cái công cụ. Thực ra cái công cụ BIM thì nó liên quan đến gọi là công nghệ nữa, mà công nghệ thì liên quan đến công cụ làm việc nữa. Thì ở đây thì Hiếu cũng đã giới thiệu đó là Tekla. Nhưng mà từ năm 2016 mà đã làm ra một cái công trình, áp dụng cho một công trình thực tế như thế thì thực sự là rất là ấn tượng đó. Thì ở đây thì thầy Hiếu cũng chia sẻ một cái quy trình thiết kế kết cấu gọi là đã làm có tính khái quát, tức là cái bài chia sẻ có tính khái quát và làm nổi bật được cái lợi ích của việc thiết kế kết cấu trong môi trường BIM. Cái này, câu này anh cũng vừa học của Hiếu thôi. Đã thiết kế kết cấu trong môi trường BIM thì chúng ta hiểu là BIM nó là một công nghệ, đấy, chứ không phải là một phần mềm. Đấy thì ở đây thì thầy đã dùng cái từ là thiết kế kết cấu trong môi trường BIM, thì trong cái môi trường đó thì có nhiều những cái bước và có nhiều cái công cụ giúp cho chúng ta có thể thiết kế một cách hiệu quả và tối ưu nhất. Đấy thì thầy có nhấn mạnh là từ cái lúc mà nhận cái mô hình từ bên kiến trúc
thì làm thế nào để thử đưa vào để xây dựng được mô hình kết cấu trên Tekla. Đấy, thì lúc đầu thì anh cũng đặt câu hỏi đấy, nhưng mà sau đó thì Hiếu cũng đã trả lời, đó là Hiếu nhận được cái bản thiết kế 3D từ SketchUp đúng không, thì cho vào để sau đó dựa trên những cái điểm tọa độ đấy thì 3D đấy mình dựng. Đấy thì cái này cũng là một cái vấn đề mà cũng cũng xin nhấn mạnh cái khó khăn từ những cái công trình kiến trúc. Nếu mà họ không cung cấp cho mình cái bản vẽ 3D thì mà chỉ có 2D không, giống như lúc đầu Hiếu phải xây dựng lên mà nó có cái tính gọi là cái tính thẩm mỹ và nó có những cái đường cong phức tạp như thế này mà không có bản vẽ 3D thì SketchUp thì cũng là một cái vấn đề rất là khó khăn cho cái phần mà mình phải xây dựng mô hình kết cấu. Thì đấy thì Hiếu cũng đã chia sẻ là cập nhật bản vẽ kiến trúc từ SketchUp lên Tekla, sau đó thì Tekla đi xây dựng mô hình 3D kết cấu. Và thay vì việc là áp dụng tải trọng ở trên mô hình 3D ở trên Tekla thì bên Hiếu có xuất sang phần mềm SAP và một cái công cụ xuất Converse mô hình từ Tekla sang SAP, rồi sau đó áp dụng tải trọng và tính toán thiết kế trên trên SAP 2000 và tối ưu các tiết diện trước khi cập nhật lại mô hình. Đó thì cái việc mà thiết kế mô hình thì Hiếu có nhắc đến những cái độ chính xác LOD. Đấy thì mình cũng đã gửi cho các bạn trên phần chat đấy, cái định nghĩa về LOD, LOD cái độ chính xác ở cái mức độ như thế nào thì mọi người có thể tham khảo thêm. Đấy thì tổng hợp thì chúng ta thấy là qua cái bài giới thiệu này mình thấy rõ được cái việc lợi ích của việc quản lý dự án, ít nhất là trong cái nó có rất nhiều giai đoạn quản lý dự án bằng BIM đúng không ạ, nhưng mà ít nhất ở đây cái bài chia sẻ này thì chúng ta nhìn thấy cái lợi ích trong việc mà chúng ta quản lý dự án cho cái giai đoạn thiết kế kết cấu. Đấy, chúng ta thấy được tính đồng bộ, đặc biệt là trong cái thiết kế kết cấu này chúng ta phải quan tâm đến cả gọi là những cái hệ thống đường điện nước nữa. Đấy, thì làm sao để tránh được cái va chạm xung đột trong cái mô hình đấy, thì việc mà chúng ta xây dựng tất cả những thông tin đấy trong mô hình BIM giúp chúng ta phải kiểm soát được một cách hiệu quả. Đấy, trước khi mà chúng ta có thể sử dụng cái mô hình đấy để cho cái phần thống kê khối lượng lên phương án thi công và những cái bước tiếp theo trong cái phần quản lý dự án. Thì Hiếu cũng chia sẻ một vài cái hai cái công cụ chính khi mà để convert Tekla sang SAP 2000 và một cái công cụ mà đó là có thể là đặc trưng cho cái phần này do bên công ty phát triển này, đó là convert cái thép cán nóng thành cái tấm thép độc lập đúng không Hiếu, để cho cái quá trình chế tạo được một hiệu quả. Và hai cái tool này là của hãng họ phát triển anh ạ. À, của hãng Tekla phát triển chứ không? Vâng, hãng Tekla phát triển. Ok, rồi, cảm ơn Hiếu. Thì đấy là một vài cái tổng hợp mà bài giới thiệu của Hiếu. Thì ở đây thì mình cũng đã thấy là mình xin lỗi mọi người một chút thì nhắc cậu nhỏ. Thì bây giờ mình sẽ sang cái phần mà trao đổi của các bạn trong phần chat. Thì ở đây mình có thấy là một vài chia sẻ, hiện tại thì chưa có nhiều câu hỏi. Tuy nhiên là chắc là mình sẽ đi ngược một chút cho nó có cái tính hệ thống. Tức là khi mà cái đoạn cuối thì Hiếu có chia sẻ về cái quy trình hai bước, hai chiều ấy, giữa cái mô hình Tekla với SAP. Thì đúng là mình thì cũng chưa dùng Tekla với SAP để convert hai chiều. Tất nhiên là cái hướng mà từ Tekla sang SAP thì nó dễ rồi, nhưng mà ngược lại thì như thế nào thì mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Thì ở đây thì có bạn Đào Hải Nam, cũng chắc chắn là Nam cũng làm rất nhiều về BIM, mình cũng nghe tên của Nam nhiều rồi. Thì Nam có gợi ý là mình có thể viết thêm các module để cập nhật. Đó, thì mình cũng đồng ý với Nam thôi. Thực ra là cái quy trình cập nhật hai chiều này nó có làm được hay không thì nó phụ thuộc vào cái gọi là cái trong tiếng Anh gọi là object oriented modeling. Dịch sang mình có thể hiểu là giống như kiểu phần tử hướng đối tượng ấy. Trong lập trình thì có gọi là hướng đối tượng là hướng đối tượng đúng không? Đấy thì nếu mà hai đối tượng của hai phần mềm đấy nó có cùng một cái properties, cùng một những cái đặc tính ấy, thì nó sẽ cập nhật rất là tốt. Chính vì thế nên là mình nghĩ là mình chưa biết Tekla với SAP làm được như nào, nhưng mình nghĩ là cái phần mà đồng bộ và hai chiều giữa Revit và RoboStructure nó sẽ có cái ưu điểm nhất định. Bởi vì sao? RoboStructure thì được mua lại của Autodesk, trước đây là được phát triển độc lập nhưng sau đó mua lại. Thì khi mà mình có sử dụng thì mình cập nhật những cái gọi là cái module về ví dụ như tối ưu thép chẳng hạn, tất cả những module ấy, kể cả những liên kết các thứ đấy, mình thấy là khá chi tiết ở trong phần robo. Thế thì mình nghĩ là nếu mà cái sự cập nhật đấy thì nó sẽ có lợi ích, có cái lợi thế hơn
so với hai phần mềm độc lập của Tekla và Snap 2000. Mặc dù là mình nghĩ là khi mà phát triển cái công cụ convert hai chiều đấy thì Tekla họ cũng đã rất là quan tâm và cũng rất hiểu bản chất của Snap rồi. Đấy, nhưng mà ngược lại thì Snap họ có quan tâm để phát triển những cái gọi là cái phần tử hướng tự tượng cho Tekla hay không? Thì nếu mà họ không phát triển thì cái việc convert ngược lại nó sẽ gặp khó khăn. Thì anh nghĩ là đấy là cái chia sẻ thêm của anh về cái nhận định ở cái phần cuối bài giới thiệu của Hiếu, và nhân vâng. Nam có chia sẻ ở đây là mình có thể viết thêm các module này cập nhật, thì mình cũng Vâng. hiểu với Nam như thế. Nào. Về cái chuyện về cái phần Nam chia sẻ ấy, thì thực ra em cũng muốn chia sẻ là này, tối qua em đi tìm lại cái tool em viết mà em không thể tìm thấy được, nên thành ra là em đành phải bỏ cái phần đấy ở trong cái bài trình bày của mình. Thì thực ra thì cái vấn đề đấy nó đã em đã gặp từ cái thời kỳ làm ở công ty cũ. Thì em cũng đã tìm cách là để giải quyết nó bằng một cái cách là như này. Em có xây dựng em có viết một cái tool. Cái tool thì nó cũng đơn giản thôi, nó là viết ở trong viết bằng VBA ở trong Excel thôi. Thì cái tool đấy ấy, nó là cái cách làm việc của nó như này. Tại vì ở đây em không tìm được cái bản cũ nên là không không show ra cho mọi người xem được, nhưng cơ bản cách làm việc là như này, là nó không phải là nó không là bim bủng gì cả, mà nó chỉ đơn giản là sau khi xuất từ Tekla ra SAP thì chúng ta có một cái mô hình, thì em gọi cái mô hình đấy, cái model đấy là model 0. Và em lưu backup cái model 0 đấy lại. Sau đấy thì là em có cái thay đổi gì tối ưu hay là thêm cấu kiện, bớt cấu kiện rồi các thứ thì em sẽ làm ở một cái model khác gọi là cái model 2. Thế thì cái công cụ mà em viết đó thì sau đó sau khi đã tối ưu xong, thiết kế xong rồi thì mình khi mà mình chạy cái công cụ đấy thì nó làm hai cái việc là nó load hai cái model đi ra và nó đi so sánh hai cái model với nhau. Thế thì ví dụ như là nó sẽ list ra một loạt các cái cấu kiện, ví dụ như là cấu kiện A bên cạnh đấy nó ghi chú là không thay đổi gì, hoặc là nó sẽ ghi chú là thay đổi tiết diện. Cái cấu kiện B nó sẽ phát hiện ra là ở cái model 0 thì có, ở model 1 thì không có, thì nó sẽ ghi chú vào cho mình là cái này là đã bị xóa đi. Một cấu kiện C ví dụ như là ghi chú là đã được thêm vào nếu mà ở model 0 không có mà model 1 có. Đó, tức là nó sẽ liệt kê hết tất cả những cái khác biệt giữa cái mô hình ban đầu và cái mô hình mà mình sau khi mà người kỹ sư đã gọi là thay đổi tối ưu về mặt kết cấu ở trong đó. Sau đấy nó sẽ cho mình một cái option là tất cả những cái thay đổi đấy mình có cập nhật vào trong, mình có cập nhật vào trong 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 gọi là mô hình Tekla hay không. Đó. Và nó cập nhật ấy, thì thực ra là nó không cập nhật bằng cách là nó thay đổi hoàn toàn, mà nó chỉ đơn giản là nó tạo ra thêm một cái nữa với ví dụ như một cái class khác để mình dễ dàng mình có thể quản lý được, hoặc là mình dễ dàng mình có thể lọc được để mình biết được là à cái chỗ này là ở trong SAP ấy là tôi có thay đổi đấy, nhưng mà liệu cái chỗ này tôi có thích thay đổi hay không. Nếu mà mình không muốn cập nhật thì mình cũng dễ dàng là mình có thể xóa nó đi được. Thì em đã có viết một cái tool đó rồi, nhưng mà thời gian lâu quá, cái tool đấy em viết từ những năm 2013, 2014, bây giờ máy mới không thể tìm lại được cái tool đấy nữa, tìm lại trong email cũng không có, nên là hôm nay không 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 thể không có cái trực quan để giới thiệu với mọi người. Thì em nghĩ là cái ý tưởng đấy cũng là cũng 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 khá là hay đó. Thì không biết là cái ý tưởng của Nam thì như thế nào, thì đây cũng tranh thủ thì em có chia sẻ ở đấy là cái ý tưởng của em thôi, nó là hoàn toàn là thuần túy là cái việc so sánh của một cái model ban đầu và cái model mà mình đã điều chỉnh. Anh cũng đồng ý. Anh nếu mà cái ý tưởng đấy từ năm 2013, anh đồng ý với ý tưởng đấy. Và anh cũng nghĩ là các phần mềm nó cũng cập nhật để làm sao cho cái tính đồng bộ nó cao, thì từ những cái gọi là làm sao để hai chiều được, thì anh nghĩ là họ cũng đã lập trình rồi. Và anh biết là trong cái phần BIM ấy thì có một cái mảng nữa mọi người phát triển rất là mạnh, đó là viết những công cụ API cho những phần mềm như là Revit hay là Tekla để trả lời những cái câu hỏi nó mang tính chất là nó cụ thể, nó không mang tính chất bao quát, thì dùng API giống như em viết VBA rất là tiện. Thì không biết là Nam ở đây nhân cái phần chia sẻ này thì Nam có thể chia sẻ thêm cái kinh nghiệm của Nam về cái việc mà viết những công cụ đấy được không Nam ơi? Nam có chia sẻ một cái đường link YouTube ở trên phần chat để các bạn có thể xem. Okay. Chắc là Nam Nam bảo là em không có mic. Okay, cảm ơn Nam. Rồi thế thì có khi là hẹn Nam một cái buổi nào đấy
hoặc là Nam có thể gọi là viết chia sẻ trên trên trang Structure Analysis, bởi vì Nam hiện nay thì bây giờ đang làm trong cho bên đang ở bên Pháp và làm cho các dự án Pháp, thì chắc là nó sẽ có rất nhiều những cái kinh nghiệm hay mà có thể chia sẻ được với mọi người. Rất mong một cái buổi được gọi là Nam là diễn giả để chia sẻ để mọi Dạ, người anh được sẽ học tập kinh contact nghiệm. Nam vào một ngày gần nhất thôi. Rồi cảm ơn nhiều đã thông tin thêm. Ở đây thì Vâng. anh có thấy một số câu hỏi. Cái câu hỏi của bạn là, xin lỗi mọi người là mình sẽ không đi theo thứ tự mà mình sẽ đi theo những cái câu hỏi là nó có tính liên quan đến vấn đề chúng ta đang trao đổi trước, để chúng ta kết thúc cái phần trao đổi đấy luôn. Tức là ở đây thì cũng liên quan đến cái vấn đề gọi là đồng bộ hóa đấy, thì mình thấy có bạn Tống Trường đặt câu hỏi là không biết là Hiếu đã dùng Tekla Designer thay cho SAP chưa. Thì lúc đầu thì khi mà Hiếu nói là phải xuất kết cấu là mô hình analytics sang cái mô hình phân tích trên trên Tekla sang SAP để tính toán kết cấu đúng không? Thì anh ấy tự đặt câu hỏi với anh chưa dùng Tekla bao giờ, nên anh tự đặt là thế nó cũng giống Revit, tức là Revit không có khả năng kết cấu, không tính kết cấu Vâng. được, không tính phần tử hữu hạn được, mà cũng chỉ là áp dụng tải trọng rồi cũng kiểm tra cái liên kết trong mô hình phân tích đấy thôi trước khi xuất sang Robo Structure. Thế anh ấy cũng nghĩ là Tekla như thế, nhưng mà từ trước giờ anh nghe đâu đó bảo là Tekla có thể làm được cả phân tích phần tử hữu hạn kết cấu, thì câu hỏi của bạn Tống Trường chắc là nhờ Hiếu làm rõ hơn. Không biết là em đã Vâng. dùng Tekla Designer chưa và nó có thay được cho SAP không? Nó có mạnh được như SAP không? Vâng. Cái này thì ngược lại lịch sử một tí thì là trước đây thì cái công ty Tekla là một công ty của Hà Lan, Hà Lan hay Phần Lan em không nhớ chính xác, hình như là Phần Lan. Thì cái sản phẩm của họ nổi tiếng nhất là Tekla X-Steel, thì cái mảng hoạt động của nó chỉ là xây dựng mô hình kết cấu thép. Sau đấy thì là hình như năm 20 cách đây khoảng độ 20 năm thì là công ty tập đoàn Trimble họ mua lại cái công ty Tekla đấy, và họ về sau thế thì sau đấy thì là cái phần mềm Tekla X-Steel đó thì nó được chuyển thành là Tekla Structure, và cái gọi là cái function chính của cái Tekla Structure đấy là để dựng mô hình, cả mô hình bê tông cả mô hình thép và xuất ra bản vẽ cũng như là lấy khối lượng đó. Thế nhưng mà sau đấy trong những năm gần đây ấy, thì Trimble rất là mạnh mẽ trong cái việc là đẩy mạnh cái quá trình, tức là để xây dựng một cái hệ sinh thái cũng giống như là Autodesk, thì họ có mua thêm một cái công ty, mà một trong những công ty họ mua là công ty CSC. Công ty CSC của Anh thì trước đây nó có một loạt các cái sản phẩm là Orion để tính khung bê tông này, Fast Track là để tính khung thép, với lại một cái sản phẩm nữa là em nhớ hai cái sản phẩm nổi bật nhất của họ là Orion với Fast Track. Thì cái phần mềm CSC Orion đấy sau khi được mua thì nó đổi tên thành là Tekla Structure Designer. Còn cái là phần mềm CSC Fast Track ấy, thì sau khi được mua thì nó đổi tên thành là Tekla Portal Frame Design. Và bên cạnh đấy thì nó có một cái là CSC nó còn có một cái phần mềm nữa là Test, là thì bây giờ nó đổi tên thành là Tekla Test, là cái công cụ để xây dựng những cái bảng tính. Cái cách làm việc của cái bộ phần mềm test đấy nó cũng gần gần giống như Procon để xây dựng những cái bảng tính để tính những cái cấu kiện như là cột dầm, cột bê tông, cột thép, dầm thép. Thì cái Tekla Structure là nó không có phân tích phần tử hữu hạn, nó chỉ có thể là xuất tạo ra được mô hình phân tích và nhập tải trọng. Đấy, thế còn là bây giờ thì sau khi họ mua xong thì họ đang làm cái việc là họ tích hợp để trong một cái hệ sinh thái nó sẽ có là hai ông cùng một hãng, là để một ông dựng mô hình và một ông xuất ra phần mềm để phân tích. Nhưng mà rất tiếc là em chưa có dịp được trải nghiệm cái phần mềm đấy, tại vì là thực ra thì một phần là bởi vì là ở môi trường Việt Nam thì có lẽ là tích áo sáp với lại ETAP nó vẫn là một cái phần mềm hầu như là phổ biến nhất ở Việt Nam. Thì mình hiện nay làm việc ở trong môi trường Việt Nam ấy, thì kể cả là thực ra thì mình cũng còn phải cân nhắc những cái vấn đề khác nữa, chứ không hẳn là chỉ là việc là mình có biết dùng cái phần mềm đấy hay không. Tôi làm cái phần mềm này nhưng mà thứ nhất là cái phần mềm này liệu mang ra người ta có ok về cái mặt là gọi là mức độ tin cậy của cái phần mềm nó không này. Rồi liệu là cái phần mềm này tôi có thể chuyển giao, bởi vì thiết kế một cái công trình đâu phải là chỉ có một cá nhân làm từ đầu đến cuối, mà đấy là một cái tổng thể. Đôi khi có thể là mình làm ở giai đoạn này nhưng mà giai đoạn sau lại là một người khác. Thế nếu mà mình cứ một độc lập một mình dùng một cái phần mềm mà không ai biết thì sẽ gây khó khăn cho tất cả những cái hệ thống còn lại. Thế nên là em chưa có dịp để gọi là sử dụng cái phần mềm Structure Designer đấy, nên là
cũng chưa biết được là cái mức độ liên kết với lại gọi là cập nhật nó đến đâu. Rất mong nếu mà ở đây có ai mà đã từng trải nghiệm một cái bộ sản phẩm full như vậy ấy, thì mọi người có thể chia sẻ, gọi là có thể chia sẻ ở đây. Đấy là cái câu trả lời cho cái câu hỏi của bạn Tống Trường về đấy ạ. Cảm ơn Hiếu. Không biết bạn Tống Trường có thể chia sẻ cho mọi người nếu mà bạn đã từng áp dụng cái hệ sinh thái của TechLine chưa? Xuất kết cấu sang TechLine Designer và cập nhật lại mô hình ạ. Vâng. Nếu mà có thì có thể bạn Tống Trường có thể chia sẻ cho bọn mình trên phần chat cũng được nếu bạn không không tiện nói mic. Thì cái này nhân cái phần mà Hiếu vừa trả lời anh cũng rất đồng ý thôi. Thực ra thì các hãng thì họ đều muốn là tạo lên một cái môi trường, một cái hệ sinh thái chung, một hệ sinh thái riêng cho hãng đó để làm sao nó có tính đồng bộ cao. Nhưng mà bây giờ thì cũng là cái câu chuyện là mình phải phát triển về cái tính đồng bộ đó hay là theo cái tư duy là open beam, tức là tất cả đều gọi là trao đổi thông tin với nhau qua những cái gọi là những cái file IFC đúng không? Đấy, để mình trao đổi. Đấy thì Vâng. mình nghĩ là cái open beam đấy thì Hiếu nói rất đúng, quan trọng là cái môi trường làm việc của mình họ có những cái công cụ nào và họ đang sử dụng công cụ nào quen rồi, thì đôi khi là tất cả các bên tham gia cho cùng một dự án thì họ sẽ mang cái công cụ mà họ quen nhất, gọi là mạnh nhất ra để họ tham gia vào dự án, chứ họ không thể đi gọi là chỉ vì một dự án mà họ lại phải bắt nhân viên của họ học một cái phần mềm mới để cập nhật. Thì cái đó trừ khi là nó có tính lâu dài. Nhưng mà mình nghĩ là cái hướng open beam để tất cả mọi người cùng chia sẻ trên một cái nền tảng beam một cách đồng bộ như thế qua cái IFC đấy cũng là một cái hướng hay. Và như thế thì vẫn tiếp tục là Tekla SAP 2000 hoặc là Tekla ATAP thôi đúng không? Thì cũng sẽ là tốt. Mình sang câu hỏi tiếp theo của anh Nguyễn Thế Dương. Anh Dương có hai câu hỏi. Mình đọc luôn. Thứ nhất là nhờ Hiếu nói cụ thể hơn chút về quá trình tối ưu hóa mà Hiếu đã làm ở trên trên SAP, chắc là trên SAP đúng không? Vì em làm tối ưu hóa trên SAP mà, SAP 2000. Và câu hỏi thứ hai của anh Dương đó là Tekla có nhận dạng được mặt cắt dạng co form steel thép cán nguội đúng không? Không em. Tức là thưa em, đầu tiên là em xin trả lời cái câu hỏi về có Để nhận tối diện được ưu. cái thép cán nguội hay không nhỉ đã. Thì Ok. thứ nhất là em chưa xuất cái gọi là cái loại cán nguội nào mà nó đặc biệt thì em chưa xuất bao giờ cả, nhưng mà ví dụ như là những cái như là chữ Z với lại chữ C ấy, thì nó có thể xuất được, nó có thể xuất được. Mà thực ra ấy, thì là cái công cụ này này cái công cụ là Tekla Structure to SAP 2000 này này thì mình có thể hiểu là nó một cái công cụ mở. Tại vì sao? Tại vì là ở trong cái gọi là trong cái phần mềm để khi mà cái tool này nó chạy ấy, thì nó sẽ load một cái nó gọi là cái profile mapping, tức là nó là một cái bảng, trong đấy là nó sẽ có định nghĩa là ở trong Tekla thì cái profile này nó tên là gì, rồi ra đến SAP thì cái profile này nó tên là gì. Đấy, cái công cụ đấy nó chỉ chẳng qua là nó đọc cái kích thước hình học rồi nó đọc cái tiết diện lại, sau đấy nó qua cái mapping đó thì nó sẽ biết được là tức là ví dụ như nếu mà trong Tekla tôi đang viết là C215 chẳng hạn thì sang SAP tôi phải gán cho nó một cái tiết diện là như thế nào. Đó, thế thì bằng việc là cái can thiệp vào cái file text profile mapping đấy, mình hoàn toàn mình có thể gọi là xuất được ra những cái tiết diện, ví dụ như là tiết diện conform. Còn tất nhiên là ví dụ như nếu anh Dương hỏi về những cái loại coform nào mà nó đặc biệt mà đến bản thân như thằng như trong SAP nó cũng chưa định nghĩa được thì chắc là em nghĩ là rất rất khó. Nhưng mà những cái tiết diện coform thông thường như là C với lại Z một cách bình thường ấy, thì nó hoàn toàn nó có thể xuất được. Đấy thì đấy là câu hỏi đầu tiên. Còn cái câu hỏi thứ hai là về quá trình tối ưu thì thật tình đây là cái ví dụ như là bản thân trong cái trong 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 cái công trình ví dụ như là nhà thiết kế Bắc Giang này thì nếu mà gọi là tối ưu thì em nghĩ là không 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 hẳn là đúng, tức là mình chỉ cố gắng là gọi là lựa chọn ra được một cái tiết diện ở cái mức độ là nó hợp lý, mình cảm thấy rằng là đến mức như thế là ổn rồi thì mình sẽ
dừng lại. Ví dụ như là lúc đầu thì tất nhiên là như em có chia sẻ, mỗi một cái công trình nhà nhịp lớn ấy, thì thường là nó đơn chiếc và không có một cái gọi là một cái tiêu chuẩn hay là định hình gì cả. Thế nên là cứ mỗi một lần làm cái việc là layout cái phương án của một cái nhà nhịp lớn này thì cái câu hỏi luôn luôn có ở trong đầu của em là cái nhà này bây giờ phải dùng tiết diện gì nhỉ, rồi hay là dùng dàn này chiều cao bao nhiêu, rồi cái ước lượng cái gọi là tiết diện của các cái thanh dàn này là như nào. Bởi vì dù đã từng làm các cái dự án khác nhưng mà mỗi một cái nó lại có một cái gọi là nhịp khác nhau, rồi hình dạng khác nhau, nên là thật tình thì là em nghĩ là những người nào, kể cả là những người có rất nhiều kinh nghiệm đi chăng nữa, thì đối với lại những cái loại công trình đơn chiếc như thế này thì khi mà làm cái bước là lập phương án ấy thì chắc là họ trong đầu họ cũng đều có những cái gọi là câu hỏi giống như em thôi, là bây giờ mình chọn cái gì tiết diện ra làm sao. Thế thì thông thường thì bao giờ em cũng phải chọn nó kiểu như là từ kinh nghiệm này, rồi hoặc thể mình căn cứ trên một cái bài toán gì đấy nó đơn giản, ví dụ như một cái dàn đơn giản mình ước lượng ra được cái nội lực, rồi từ đấy mình lựa chọn ra một cái tiết diện. Hoặc là một cái cách đơn giản nhất là em hay ước lượng theo độ mảnh, bởi vì là cái trong cái cấu thép ấy thì cái thì đôi khi ấy, nó là cái độ mảnh nó lại là cái yếu tố quyết định đến cái tiết diện. Ví dụ như là thanh chịu nén thì là độ mảnh là khoảng 120 đến 150, còn thanh ví dụ như thanh bụng thì là bao nhiêu đấy, và dựa vào chiều dài tính toán theo một phương hai phương thì mình sẽ ước lượng được ra cái tiết diện nó là như thế nào. Thế nên là hầu như những cái công trình mà nhịp lớn như này, thì đây là suy nghĩ cá nhân của em, gọi là cái kinh nghiệm cá nhân, góc nhìn cá nhân của em thôi nhá, thì nó hay rơi vào cái trường hợp là cái sau khi mình đã gọi là ước lượng ra một cái tiết diện rồi, nhập tải trọng vào ấy, rồi chạy ấy, thì cái phần mà mình ước gọi là mình tối ưu mình bóp được cái tiết diện nó không nhiều. Tại vì làm sao? Bởi vì là mình đã lựa chọn theo cái gọi là những cái quy định, những cái ràng buộc rồi, thế nên là cái phần gọi là tối ưu thay đổi, ví dụ như tăng cái chiều dày, tăng cái thanh cánh lên một chút, giảm cái gọi là thanh bụng đi một chút, nhưng mà về mặt tổng thể thì cái khối lượng nó thực tình thì nó không 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 quá nhiều đó. Còn tất nhiên là nếu mà bảo là tối ưu thì nó là một cái bài toán nó rất là rộng. Ví dụ như là ở đây như cái dự án này em lựa chọn cái chiều cao dàn là 3 mét, nhưng mà chắc chắn khi hỏi là bạn có chắc chắn là 3 mét đấy đã là chiều cao tối ưu không, thì em cũng không thể trả lời được cái câu hỏi đấy. Bởi vì là nếu mà muốn làm được, muốn trả lời được cái câu hỏi đấy thì đồng nghĩa là mình phải thử rất nhiều, mình phải thử từ 1 mét, 1 mét rưỡi, 2 mét, 2 mét rưỡi, 3 mét rưỡi, xem và cái nào cũng phải tối ưu để xem là thế thì cái chiều cao nào mới là cái chiều cao tốt nhất. Thế nhưng mà thực tế thì thiết kế mình không 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 thể đủ thời gian để, và với một cái công trình quy mô như này mình không thể đủ thời gian để mình gọi là thử từng ấy cái trường hợp một như vậy cả đó. Thế nên là những cái mà gọi là tối ưu ở đây ấy, thì em chỉ là tối ưu cái phần tiết diện. Tất nhiên là đầu tiên là tiết diện ban đầu mình kiểm tra mà thấy rằng những cái điều kiện như là chuẩn vị mà ổn rồi thì mình thấy rằng như vậy có nghĩa là cái chiều cao dàn ban đầu mình chọn như vậy là có vẻ là hợp lý. Còn tất nhiên nếu mà mình thấy rằng chạy ra mà nó chiều ra gọi là chiều cao dàn nó gọi là chuyển vị nó lớn quá, có nghĩa là cái mà mình ước lượng ban đầu nó đang rất sai thì mình phải ước lượng lại thì không nói làm gì. Nhưng mà nếu mà cái mặt chuyển vị mà được mình fix được cái chiều cao của dàn rồi ấy, thì cái phần tiết diện một vài lần em làm những cái nhà nhịp lớn thì thấy rằng là cái mức độ là mình thay đổi tiết diện thì nó thay đổi nó không gọi là cái tích hợp của nó không nhiều lắm, gọi là cái tiết kiệm của nó không nhiều lắm. Đấy là về phần tối ưu. Còn còn ví dụ như là tối ưu mà bảo là như cái mà hiện nay bây giờ em đang làm mà để chạy được gọi là một cái thuật toán để nó tối ưu cho cái dàn này thì thật tình ấy, em nghĩ là nó quá phức tạp, mà nó gọi là chạy không biết tháng 2 tháng đã tối ưu được xong chưa, thì thực tế chắc là không có ông chủ đầu tư nào ông ấy có thể chờ để bảo là tôi đang chạy nốt cái thuật toán DE này để tối ưu ra cho anh cả, thì chắc là không có chủ đầu tư nào họ chấp nhận cái điều đó. Tức là những cái nghiên cứu về lý thuyết hiện nay để gọi là áp dụng trong thực tế với gọi là những cái gọi là áp lực của các bên ấy thì vẫn khá là khó để có thể áp dụng được. Em không nói là việc là áp dụng về khó khăn về mặt kỹ thuật em nghĩ là có thể giải quyết được, nhưng mà nó còn nhiều những ràng buộc khác về mặt thời gian về nữa.
Anh bổ sung một chút về cái phần tối ưu này thôi. Thực ra thì anh cũng không có nhiều kinh nghiệm làm về công trình thép, nhưng mà anh cũng đã từng sử dụng robot, cái công cụ để gọi là design cái phần thép, hay kể cả như là gọi là cái phần mềm gọi là Advanced Steel Designer của Autodesk ấy. Thì khi mà họ tính toán dựa vào nội lực mình áp nhé, sau đó dựa vào liên kết đấy, thì cái công cụ đấy nó sẽ cho chúng ta, nó sẽ tối ưu. Tối ưu ở đây là gì? Nó sẽ tất nhiên là nó phải làm sao giảm được cái khối lượng nhiều nhất. Thực ra là khi mình nói tối ưu thì mình cũng phải đặt cái câu hỏi, cái tiêu chí đặt cho cái bài toán tối ưu đấy là gì, đúng không? Thì thường là đấy, thì có nhiều cái tiêu chí, thì ví dụ như là nó đặt ra cái tiêu chí là tiết kiệm được cái vật liệu nhiều nhất, thì nó sẽ đưa cho mình nhiều cái phương án lựa chọn cái tiết diện đấy nữa. Tức là nó vẫn tối ưu và nó làm giảm cái tiết diện để làm sao đủ khả năng chịu lực. Nhưng nó đưa cái hay của cái công cụ đấy, mình thấy là nó đưa cho mình 3 đến 4 phương án, thì mình nghĩ là cũng rất là hay ở chỗ. Bởi vì thực ra khi mà mình tối ưu xong rồi về mặt kết cấu thì không vấn đề, nhưng mà mình cái tính gọi là thực tế của cái kết quả tối ưu đấy của mình nó có phù hợp hay không, nó có hiệu quả hay không, thì nó còn phải trả lời được cái câu hỏi về gọi là phương án kiến trúc. Ví dụ như là em muốn chiều cao chẳng hạn, vấn đề là kiến trúc của mình là 3 mét, thì chắc chắn mình phải 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 gọi là tuân thủ cái chiều cao đấy, chứ không phải là mình tối ưu mình bảo chỉ cần 1,5 mét là nó chịu lực được, đúng không? Thì đấy là cũng phải đáp ứng được cái vấn đề thực tế về phương án kiến trúc. Hay kể cả như là chế tạo, gọi là trong cái công tác chế tạo thi công nữa, mình không thể tối ưu hóa là trên cùng một cái mặt bằng, một cái dàn chẳng hạn, mà mình ấy, mỗi đoạn mà một một cái tiết diện khác nhau thì nó không thực tế. Thì nếu mà mình làm về về gọi là kỹ thuật, em mà dùng những cái thuật toán của em tối ưu, anh nghĩ hoàn toàn nó có thể đưa ra những cái gọi là trên cùng một cái thanh dàn nó có đến hàng chục tiết diện khác nhau, nhưng mà mình sẽ không thể lựa chọn như thế được, đúng không? Mình phải lựa chọn những cái điểm hình, và có khi lúc đấy mình phải chính là cái đầu vào của cái bài toán tối ưu của mình ấy, mình cũng phải ép cho nó là à, ta chỉ chọn trong cái phần những cái tiết diện này thôi. Đấy, thì nó phải thử 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 đúng để nó so sánh và nó chọn đúng cái tiết diện cho mình, thì đấy còn phụ thuộc vào cái yêu cầu đấy nữa. Thì khi mình có đặt vào bài toán tối ưu thì cũng chỉ là lý Thế thuyết thì rất ít thôi, nhưng mà mình chia em sẻ chưa thêm. em chưa dùng cái robot đấy, nên em cũng không biết là hóa ra là robot đấy, ví dụ như khi mà chạy tối ưu này cung cấp cho mình gọi là ba bốn option, cái đấy là Đúng em rồi, không biết. Tại vì đấy là ví dụ được như ở trong sáp này thì cái gọi là nó không gọi là tối ưu, nó gọi là auto design, tức là rồi. Đúng rồi. ví dụ như mỗi một cái tiết diện này nó có một cái, nó tạo ra một cái tiết diện auto, trong đấy là mình put vào bên trong đấy những cái tiết diện nào là cái tiết diện mà mình cho phép nó gọi là cân nhắc lựa chọn trong một cái danh sách đó. Thế thì sau đấy thì là nó, sau đấy là nó chạy và từ cái nội lực ấy thì nó sẽ đưa ra cho mình là cái tiết diện nào là cái tiết diện mà nó ra được cái, ví dụ như cái hệ số sử dụng đấy gọi là utilization ratio ấy, cao nhất. Tuy Chính nhiên là xác đấy nó Hiếu là một cái ạ. bài toán Ừ. lọc, Anh nó xin là một lỗi. bài toán lọc. Những cái mà em khẳng định là chuẩn luôn đấy, robot nó cũng làm trên nguyên lý đó, chứ không phải là nó đưa cho mình một cái tiết diện bất kỳ, mà dựa vào cái gọi là cái thư viện tiết diện mình đưa vào nó, mình yêu cầu nó là à, ta muốn design trên cái hệ ví dụ tiêu chuẩn này với những cái tiết diện với những cái liên kết như thế này, thì chọn cho ta những cái tiết diện nó phù hợp nhất. Thì đúng là gọi là như em nói là auto design thì nó sẽ chuẩn hơn. Đấy. Nhưng mà bài đấy thì nó tức là thông thường là xét thì như thế, nó sẽ phải chạy khoảng, thông thường em thấy nó loanh quanh khoảng một chục lần, bởi vì cứ mỗi một lần nó lấy ra được, đầu tiên nó sẽ phân tích cái tiết diện auto, nó sẽ lấy ví dụ như nó cho nó lấy trong một cái lít 10 cái thanh ấy, nó sẽ lấy thanh ở giữa để nó gán cho cái tiết diện đấy, nó chạy nội lực. Sau đấy ấy, thì là nó từ cái nội lực đấy thì nó sẽ tính ra được cái tiết diện mà là tối ưu. Cái tiết diện tối ưu đấy xong là mình lại phải cập nhật lại cái tiết diện đấy, rồi mình lại chạy nội lực đó để xem, tức là cứ mỗi một lần nó xem là có bao nhiêu thanh khác, thì chạy độ khoảng tầm độ 5 7 lần thì cái gọi là cái tiết diện để gán để chạy nội lực và cái tiết diện tính ra nó không thay đổi gì, lúc đấy thì nó sẽ báo mày với mình là ok, như vậy là cái mô hình đấy là mô hình ổn rồi. Nhưng mà thực ra là cái việc mà là cho những cái tiết diện nào vào trong cái để nó cá nhân của cái người người thiết kế, thì thực thực tế thì em cũng thường xuyên dùng cái tool đó. Thế nhưng mà bởi vì là cái tool đấy nó có hai cái vấn đề, là tại vì là trong sát tại thời điểm này là nó không có thiết kế theo tiêu chuẩn Việt Nam, nó không có một tính gọi là thiết kế kết cấu thép theo tiêu chuẩn Việt Nam, mặc dù là nó có thiết kế kết cấu thép theo tiêu chuẩn Nga, tiêu chuẩn SP đấy. Thì cái công thức của tiêu chuẩn SP với công thức của tiêu chuẩn Việt Nam ấy thì nó cũng khá là tương đồng thôi. Tuy nhiên là về mặt pháp lý thì mình không thể gọi là chạy lấy cái kết quả đấy để đem đi in ra báo cáo để gửi chủ đầu tư được. Thế nên là cái
kết quả mà mình chạy túi ưu mà dùng cái bay trên cái tiêu chuẩn FP đấy thì hầu như nó chỉ cung cấp cho mình một cái gọi là một cái trực quan ban đầu, để sau đấy thì mình khi nào mà mình chốt lại được cái tiết diện rồi thì mình sẽ chạy một lần cuối và dùng các cái bảng tính theo tiêu chuẩn Việt Nam để xuất ra báo cáo để gửi. Cảm ơn Hiếu, anh rất đồng ý với Hiếu cái những cái thông tin em vừa chia sẻ. Đấy, bởi vì mỗi lần gọi là auto design vậy nhưng mà nó thay đổi tiết diện, nó thay đổi nội lực đúng không? Nó phải chạy tổng hợp để làm sao nó ổn định nhất. Thì đấy là câu hỏi của anh Dương, thì em cũng được biết là anh Dương cũng làm chủ trì kết cấu của rất là nhiều công trình phức tạp mà chắc là anh cũng có làm đến phần tối ưu. Thì không rõ là cũng liên quan đến câu hỏi của anh thì em có thể chia sẻ đến cho bọn em nghe thêm về những gì anh đã thực hiện được không ạ? Chào Khương, chào Hiếu, chào mọi người. Dạ, em chào anh. Cái Khương bảo tham gia báo cáo với cả Hiếu cái dự án công viên APEC mở rộng, nhưng mà thực ra mà là mình cũng không có gì nói nhiều, tại vì cái công viên đấy nhìn thấy thôi nhưng mà cũng nhỏ, và cũng gặp bài toán giống như Hiếu vừa chia sẻ là thực ra mình có làm tối ưu cố gắng đến mấy thì ra mà ông kiến trúc ông không thỏa mãn, ông không ưa, rồi là ra sản xuất không làm được thì không phải cái vấn đề gì. Đúng không? Vâng. Nên là mình muốn hỏi thêm một chút về cái chia sẻ, thì mình cũng xác nhận là cái việc Hiếu nói đúng, thực tế nó xảy ra trong như vậy trong quá trình mình thiết kế đấy. Và thực tế thì có nhiều cái dự án thì cái việc mình thiết kế tối ưu một vài tấn thép nó không tốn bằng cái việc là người ta phải thi công, nó khác đi về mặt công nghệ và đắp dựng đấy, và cái thời gian nữa, thành ra là cái nhìn về tổng thể thì nhiều khi nó lại không thỏa mãn, trong khi kỹ thuật mình cố gắng mình làm của nó đã là nó rất là lâu đấy, thì tất nhiên là mình làm tối ưu cũng để cho nó là không bị vượt quá cái một con số thiết kế nó phi lý, nhưng mà cái con số vẫn tạm chấp nhận được theo kiểu là chúng ta nhẩm trước cái phương án rồi chúng ta đánh giá, ta đưa vào mô hình, ta chạy một vài lần thì tất nhiên cũng vẫn phải làm 5-6 lần, chứ không phải nào đùng cái mình phán được ngay mặt cắt thì cũng khó, thì mình có làm nhưng đúng là cũng phải là thủ công. Thì mình đang nghĩ cái chỗ mà Hiếu nói thì mình đang mong muốn một cái tool là ok đấy, nó sẽ chọn hỏng mình có 15 mặt cắt, nó chạy một vòng lọc chửi đấy trong sáp, xong rồi nó chọn một cái mặt cắt trong các thuật toán nó tối ưu được, và cuối cùng nó ra cho mình cái mô hình cuối cùng thì nó mang tính chất nó tự động, có thể là chưa hoàn toàn nó nghĩ được những mặt cắt tự động mà nó dựa trên cái danh sách mặt cắt mình đưa vào ấy đấy. Thế nhưng mà đúng là cái việc đấy thì hiện nay nó cũng chưa làm được, và là thực sự nói thì dùng cái gì thì dùng, thì BIM cũng là một cái công cụ, nhưng mà bản chất cái người chủ trì mình đưa ra phương án cũng là một cái quyết định thôi. Thì mình cảm ơn bài chia sẻ của Hiếu rất là hay. Mình cũng cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn anh, cảm ơn anh Dương ạ. Và hy vọng là thực ra gọi là mình nói về BIM đây, nhưng mà mục tiêu chính là cũng là thiên về gọi là kỹ thuật thôi. Thì một ngày nào đó nếu mà anh Dương bố trí được, em biết là đợt này anh rất bận, mà trong tương lai nếu anh bố trí được có thể chia sẻ lại những công trình anh đã thiết kế, tính toán thiết kế thì cũng rất là hữu ích cho bọn em ạ. Cảm ơn anh Dương. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái nhóm câu hỏi khác cho những cái phần mà đã vừa trao đổi. Thì đây mình thấy là có bạn là Andrew Bab, chắc là kỹ sư về nhà, bạn chỉ để tên như thế thôi. Thì bạn có chia sẻ thêm là bây giờ thì với sự hỗ trợ của lập trình và các công cụ khác như Rhino, Grasshopper, thì vấn đề dựng được mô hình tính trở nên đơn giản hơn và có thể tùy chỉnh các phương án dễ dàng hơn. Thì cái này mình nghĩ là cũng là cái phần chia sẻ của bạn, nhưng mà mình nghĩ cũng là một vấn đề chúng ta có thể trao đổi kỹ hơn. Đó là cái sự hỗ trợ của những cái công cụ lập trình, ví dụ Grasshopper hay là Dynamo trong Autodesk, những cái công cụ lập trình gọi là trực quan, hay là mình không biết dịch là gì, nhưng mà ý là nó sử dụng các nốt để nó liên kết với nhau để xây dựng là cái mô hình của tính tự động hóa. Thì đó, ở đây Hiếu đã từng sử dụng những cái công cụ đó chưa, hoặc là các bạn trong buổi tham gia cái buổi hôm nay, các bạn có kinh nghiệm gì việc sử dụng công cụ đó hay không? Bởi vì thực ra nếu mà mình áp cho cái bài của Hiếu chẳng hạn, vừa chia sẻ về nhà thi đấu Bắc Giang, chúng ta nếu mà cái đề bài mà Hiếu nhận được ấy, đó là đã có mô hình kiến trúc rồi đúng không? Chúng ta lúc đấy không phải là đi tự động để thay đổi, có thể cái phần tự động để mình cập nhật lại tiết diện các thứ thì mình nói là khác, nhưng mình đang nói là thường là những cái, đây là quan điểm của mình thôi, đó là cái mà các bạn thay đổi cái phương án ấy, cái phương án gọi là tự động hóa ấy, thì thường là áp dụng cho cái phần kiến trúc nhiều hơn. À, lập trình ngay từ phần kiến trúc, tức là đấy mình đi như thế nào, cần chỗ khoảng không này bao nhiêu, gọi là những cái cấu kiện như thế nào đấy, thì cái phần kiến trúc hay kể cả cái mái vòm này, cái mái vòm của nhà thi đấu Bắc Giang mà Hiếu đang chia sẻ,
thì nó độ cong bao nhiêu hay là như thế nào đó, thì mình nghĩ là mình đang thấy là những Grasshopper hay là kể cả Dynamo mình đang hướng dẫn sinh viên ấy, mình thấy là nó thuận tiện nhiều hơn cho cái phần kiến trúc. Còn đến cái phần gọi là design chi tiết rồi ấy, thì nếu mà mình đi mà lại mất thời gian để lập trình ra một cái công cụ tự động hóa đến cái mức là cập nhật liên hồi đấy, thì nhiều khi cái phương án mình đưa ra chỉ có một hai phương án thôi mà mình mất rất nhiều thời gian để mình đi tự động hóa rồi sau đó chỉ dành cho công trình đấy, thì cái tính gọi là ứng dụng của cái việc lập trình này nó không còn hiệu quả nữa. Thì cái đấy là mình cũng chia sẻ thêm. Thế thì không biết là bạn NGBAT, bạn có thể chia sẻ thêm những kinh nghiệm của bạn mà áp dụng cái công ngôn ngữ này không? Trước đó thì có thể anh nhờ Hiếu là không biết là Hiếu đã có kinh nghiệm gì sử dụng những cái ngôn ngữ lập trình kiểu như thế này để tự động hóa cái quy trình mình quản lý cái mô hình BIM của mình chưa? Cái này thì thứ nhất là thực ra là thời gian này thì em đúng là nhìn thấy rất nhiều các bạn đang dùng những cái như là Grasshopper, Rhino các thứ để dựng. Thế thì cái đầu tiên thì lúc đầu thì thật tình em cũng thấy rất thích đó. Thế nhưng mà sau đấy thì khi mà cá nhân em chưa được trải nghiệm nhưng mà theo dõi các cái video của các bạn làm thì em thấy là rất đồng ý với cái gọi là cái nhận định của anh Khương là đây tất nhiên đây là cái suy nghĩ cá nhân của em thôi nhé, bởi vì là cũng không biết là các bạn hiện nay bây giờ đã áp dụng được cái những cái công cụ đấy nó đến mức độ nào, nhưng mà cái cá nhân của em thì đúng là cái gọi là cái parametric modeling đấy nó rất phù hợp để lên một cái concept thiết kế Kiến trúc. ban đầu đấy, concept thiết kế về 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 ban đầu. Bởi vì sao? Bởi vì là nhờ concept đấy mình có thể ví dụ như dễ dàng ví dụ như chia cái mắt dàn to nhỏ như thế nào đấy rồi hình dạng nó thay đổi nó ra làm sao đó, thì về mặt concept thì em nghĩ là rất là ngon đó. Thế nhưng mà đặt trong cái bài toán ví dụ như ở trong cái dự án này hoặc là ví dụ như ở cái nhà đa năng ấy, thì cái đầu bài mà em nhận được ấy nó là cái biên dạng nó đã fix rồi, nó đã fix rồi, và cái công việc của mình là chỉ có là lựa chọn gọi là làm sao để cái kết cấu của mình nó đảm bảo được đúng cái hình dạng của cái ông kiến trúc ông ấy gọi là đưa ra thôi. Kể cả là ví dụ như khoảng cách giữa các cái dàn phẳng với nhau ấy, thì nó cũng cái này nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào 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 yếu tố kiến trúc, bởi vì là muốn có dàn phẳng thì nó phải có cột, cột đấy thì đa phần là nó đã được gọi là fix sẵn cái vị trí bởi kiến trúc rồi. Tất nhiên là cái chuyện là cột kích thước bao nhiêu to nhỏ như thế nào thì đấy là câu chuyện của ông kết cấu. Thế nhưng mà cái vị trí, bởi vì cái cột nó không phải nó đứng, không thể nó đứng một cách gọi là vu vơ được, bởi vì ở giữa các cột đấy nó còn có các cửa sổ rồi còn pha sát rồi còn rất nhiều thứ nữa. Thế nên là hầu như là trong cái quá trình gọi là đi thiết kế các cái công trình nhà nhịp lớn ấy, em không gặp cái vấn đề là phải có một cái công cụ gì để nó có thể gọi là thử đi thử lại nhiều lần như vậy cả. Bởi vì cái em gặp phải vấn đề là cái đầu tiên là mình phải nghĩ được ra một cái phương án để nó có thể vượt được cái nhịp này. Thì cái đấy mới là cái cả em cảm thấy là nó khó khăn ở trong cái quá trình thiết kế kết cấu, chứ không phải là cái việc là đi thử gọi là những cái hình dạng khác nhau rồi các thứ. Cái thứ hai nữa là ví dụ như là chia mắt dàn rồi các thứ chẳng hạn, thì ngoài cái việc là đẹp thì đối với lại ví dụ như là trong cái bài toán kết cấu thép của em thì thông thường khi mà mình chia những cái gọi là cái hệ thanh bụng ấy, thì nó cũng không phải là quá khó khăn. Bởi vì sao? Bởi vì là nó có những cái ví dụ như là thông thường kinh nghiệm người ta vẫn có là góc nghiêng của thanh dàn nó sẽ rơi vào khoảng từ 35 đến 55 độ. Để làm gì? Để cho khoảng cách giữa ví dụ thanh cánh với thanh dàn nó không quá hẹp, để lúc đấy thì các cái chi tiết liên kết nó đều là ở mức độ là hợp lý. Thế nên là mọi người để ví dụ như những cái hệ thanh bụng này em chia nó đều gần như là kiểu góc 45 độ. Để làm gì? Để nó thứ nhất là nó còn liên quan đến chuyện là gọi là điều kiện thi công chế tạo làm sao cho nó phù hợp. Thế nên là cái trải nghiệm cá nhân của em thôi thì em chưa có cái nhu cầu là cần một cái công cụ để nó tự động sinh ra nhiều cái mô hình, nên là em cũng chưa đầu tư cái thời gian để học cái gọi là cái công cụ là Rhino hoặc là Grasshopper đấy. Thế thì không biết là các bạn mọi người đã từng dùng cái đấy thì có thể chia sẻ thêm xem là cái công cụ đấy ngoài cái việc là sử dụng để thiết kế concept như rất nhiều các cái clip mọi người chia sẻ thì nó còn có thể gọi là áp dụng gì ở trong cái bài toán thiết kế kết cấu này không? Cái này thì em cũng không có nhiều kinh nghiệm để Cảm ơn Hiếu. chia sẻ. À, cũng đồng tình với câu hỏi cuối cùng của Hiếu đấy. Thì không biết là các bạn có thêm kinh nghiệm thì có thể chia sẻ thêm về những cái
tính năng của những cái công cụ lập trình. Tất nhiên thì như Hiếu đồng ý với Hiếu đó là lập trình được với mức độ nào thì còn nhiều khi là do cái nhu cầu đặt ra nữa, đúng không? Và mình dành bao nhiêu thời gian cho nó. Thế còn nếu mà đã dành rất nhiều thời gian cho nó thì mình muốn tự động hóa đến mức nào cũng được, thì cái đó là cái mà hoàn toàn giải quyết được thôi. Nhưng mà bây giờ thì mong muốn một bạn trực tiếp ạ. Xin chào Khương và Hiếu dạ, và tất cả mọi người. Vâng. Anh em chào Giang, anh chào Hiếu, chào anh Giang. Đấy, anh cũng muốn chia sẻ một chút về cái câu hỏi cuối cùng này, vì anh cũng có tham gia gần đây một hai cái công trình có sử dụng gas super, thì anh muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm của anh về áp dụng cái gas super trong cái ngành nghề của mình. Thì cái ý đầu tiên ấy, thì anh muốn nói là cái gas super nó khá là mạnh, và thực ra những cái video mà chia sẻ trên YouTube về cái parametric design mấy cái dàn ấy, thực ra mấy cái đấy là chỉ gọi là sơ bộ gas super để cho mọi người biết là nó làm cái gì thôi, chứ còn thực tế thì cũng hầu như chẳng ai dùng cái đấy, mà nó họ dùng gas super với các mục đích khác nó phức tạp hơn và hiệu quả là khá là cao, nhất là cho những cái công trình mà có kiến trúc phức tạp, có cái hình học phức tạp. Còn những cái công trình mà nó đều, nó vuông góc với nhau chẳng hạn thì không cần thiết. Thì bản thân anh thì anh thấy gas super nó có thể là dùng hai cái mà anh thấy là khá tốt là rất là mạnh là dùng trích xuất dữ liệu từ BIM ấy. Hiếu còn nói là hiện tại thì mình chỉ trích xuất được dữ liệu hình học, còn dữ liệu phi hình học thì chưa được. Thì anh chưa hiểu ý của Hiếu phi hình học là cái gì, ví dụ như những thông tin gì mà Hiếu muốn trích xuất mà chưa làm được. Cái này thì là em muốn là ví dụ như là nói chung thôi ạ. Thì ví dụ như là hiện nay bây giờ thì đúng là để xuất ra cái mô gọi là mô hình frame thì nó cũng đang chỉ lấy có mỗi là gọi là thông tin hình học, ví dụ như là tiết diện, rồi gọi là bố trí thanh, rồi nó có thể là lấy được cả vật liệu nữa. Vật liệu thì nó có thể là nó chính xác hoặc có thể nó không chính xác, thì mình có thể gọi là mình điều chỉnh một chút ở trong cái mô hình frame được. Thế nhưng mà ví dụ như là em nghĩ là cái khoảng sau nữa, ví dụ như là sau này mọi người có thể gọi là thêm những cái thông tin khác nữa, thì hiện nay thì như em thấy cái quy trình này thì em chỉ thấy đơn thuần là nó đang gọi là nó đang dừng ở đấy và mình chưa thể tận dụng được. Ví dụ như sau này mọi người có thể ép thêm những cái thông tin khác nữa vào thì chưa, ví dụ như là giai đoạn thì lắp dựng rồi các thứ nữa, thì em thấy rằng là nó chưa dùng được. Vâng, anh thấy là đúng rồi, hiện tại thì mình cũng chỉ cần chủ yếu là hình học thôi, nhưng mà gas super nó là một ngôn ngữ lập trình tích hợp của Rhino, nhưng mà thực ra nếu mình muốn sử dụng ấy, ví dụ mình muốn dùng cho Robo hoặc là SAP, hoặc là bên này anh có dùng cái SCIA nữa, thì mỗi cái phần mềm tính toán đấy mình phải dùng thêm một cái plugin riêng của nó thì nó mới phát huy được. Thì gas super với gas super em có thể lấy tích xuất được tất cả mọi dữ liệu của mô hình BIM của em để em sử dụng, sau đó tuy em muốn sử dụng cái gì thôi, còn lại là em có thể tích xuất được hết từ các thông tin nó không liên quan về bên kết cấu, nó có thể cho phép tích xuất, và sau đấy em có thể truyền sang cái mô hình tính toán nếu mà mô hình tính toán cần sử dụng. Đấy là cái một cái. Và đối với cái anh dùng gas super đối với công trình anh vừa làm gần đây ấy, thì nó có một cái khá là lớn, rất nhiều phần tử thanh, thì với cả là rất nhiều phần tử thấm có góc xoáy khác nhau. Đấy thì sau đấy là anh có một nhiệm vụ là một nhiệm vụ mà ví dụ như cái mô hình của Hiếu đang làm cái trên màn hình này, anh nghĩ là không cần phải mỗi thanh một cái góc xoáy đặc biệt chẳng hạn, nhưng mà anh cần về góc xoáy của từng thanh một, nó phải phải theo một cái xoáy theo cái, ví dụ theo cái mặt phẳng của cống của cái mái đấy. Em hiểu. Thì cái đấy gas super em làm rất là nhanh, vì các cái
dựa theo các công thức toán học em có cái mặt phẳng mái rồi, sau đấy em dùng cái tại vị trí anh dùng cái vector thập tuyến của mặt phẳng mái đấy, rồi sau đó em tính ngay được cái góc xoáy của cái thanh thanh mà đỡ mái tại cái điểm đấy, và sau đấy em truyền vào trong mô hình tính toán. Đấy là một cái ứng dụng rất là nhanh mà tự động hóa mà chính xác của Fastworks. Vậy là ví dụ như anh công trình của anh cần phải nhập tẩy gió và tẩy tuyết lên cái mái, mà cái mái của anh có hàng nghìn phân tử tấm và các góc nghiêng khác nhau. Đấy, ví dụ như cái tấm tẩy tuyết lên cái mái thì nó phụ thuộc vào góc nghiêng của so với cái mặt phẳng ngang, nếu mà dốc quá thì nó không có tuyết, còn nếu mà nó không dốc thì nó tuyết nhiều, cho đến nó là một cái hàm từ 0 cho đến 60 độ, trên 60 độ nó không có tuyết. Đấy thì cái đấy cũng là tự động hóa với Gasper rất là nhanh, và sau đấy anh truyền dữ liệu đấy sang mô hình BIM và nó thành một cái trường hợp tải trọng tuyết ngay lập tức. Nó ban đầu thì mất thời gian, nhưng mà khi mà mình biết ấy, thì có thể là chỉ mất 50 phút để làm cái đấy thôi, rất là nhanh luôn. Đấy. Gió cũng thế, gió Eurocode mình cũng cũng trích xuất được từng từng cái góc nghiêng của từng tấm so với cái hướng gió, mà tính cái góc nghiêng rất là nhanh, và sau đấy là tính cái nội suy từ cái bảng của gió của Eurocode hoặc là các tiêu chuẩn khác để áp cho từng cái tấm đấy. Cho anh đấy là cái đầu tiên anh thấy là Gasper rất là mạnh để mà trích xuất dữ liệu và sau đấy là áp dụng cho các cái trường hợp mà mô hình hình học phức tạp để truyền để mô hình trong 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 tính tính toán kết cấu. Cái thứ hai nữa mà anh thì không phải là người làm, nhưng mà anh biết một người họ anh này rất là giỏi ở bên Pháp, là anh biết thôi, đồng nghiệp của anh thôi, về lập trình ấy. Anh ấy về là kỹ sư kết cấu nhưng mà vừa là lập trình rất là giỏi, thì anh ấy dùng kết hợp Casper và trong đấy anh kết hợp cả lập trình C# ấy, là anh ấy để làm từ trong Casper mà làm cái mô hình Tekla cho đến phần mà soap drawing luôn đấy, làm soap luôn đấy, cả từ thanh cho đến liên kết, và cho một cái mô hình nhà rất là phức tạp, các góc nghiêng đủ thứ, mọi các thanh không dầm không nằm ngang, góc xoáy linh tinh ấy, và tự động hóa parametric đấy. Và anh ấy làm tất nhiên là trong cũng mất mấy ngày, nhưng mà sau đấy cần thay đổi cái gì là chỉ cần điều chỉnh một chút, là ví dụ như thay vì làm 4 cột mình làm 5 cột thì nó tự động nó cập nhật hết và nó xuất ra tích là xuất chưa, mà đến mức gồm cả bù lông cả đường hàn mọi thứ luôn. Đấy, đây là một cái anh thấy rất ấn tượng, và anh ấy bây giờ là rất là giỏi Gasper, và anh ấy không quyết là không làm bên bên kết cấu nữa, mà anh ấy chuyên về làm chuyển thành là formatter, làm đầu tàu về Gasper luôn, vì anh ấy Gasper nó quá là hữu ích ấy. Này, cho nên anh thấy muốn phổ biến cái Gasper ra cho mọi người. Mình cũng xin phép vì là mình có việc phải đi, cho nên chỉ chia sẻ nhanh một chút thế thôi, Dạ. là cảm ơn Hiếu rất nhiều, vì là những cái Hiếu làm cũng là cái mới đối với mình, cho nên là cảm ơn Khương và các bạn nữa, hẹn gặp lại lần sau. Chào mọi người. Vâng. Dạ vâng. Em cảm ơn anh đã chia sẻ. Vâng. Thực sự là đúng chính xác đấy, những cái chia sẻ của anh Giang rất là hữu ích. Ra thì bản thân mình tại sao mình muốn nói lại điều đó, bởi vì bản thân mình rất thích làm lập trình, cũng thích tự động hóa mọi thứ, nhưng câu hỏi đặt ra, bởi vì cũng chưa có nhiều kinh nghiệm làm thực tế, nên câu hỏi đặt ra là bây giờ làm cho một công trình rồi thì những cái công cụ mình đã lập trình ra đấy có áp dụng cho những cái công trình tiếp theo hay không, thì nó cần phải đặt ra những cái câu hỏi trước khi mình bắt tay vào lập trình. Nhưng mà những cái mà anh Giang vừa tóm tắt thì mình cũng hoàn tất đồng ý. Thứ nhất là bởi vì mình làm lập trình, thế nên những cái hình học phức tạp nó cần phải đến toán, ví dụ anh phải sử dụng đường tiếp tuyến hay các tọa độ mình có thể lập trình, nó có mang tính chất tự động được, thì các công cụ lập trình như Grasshopper, Dynamo hay là kể cả dùng C# của API cũng rất là tốt. Thứ hai là những cái tải trọng áp dụng cho những cái tải trọng phức tạp như tuyết hay tải trọng gió đó, thì trên những cái mặt phẳng khác nhau trong cái mô hình đấy thì mình cũng cần phải sử dụng tự động hóa, thì mình thật thật đồng ý với anh Giang ở hai cái ví dụ đó.
Bây giờ cũng là 4 giờ 10 phút ở bên Việt Nam rồi ạ. Và đây thì mình cũng thấy là các bạn cũng không còn nhiều câu hỏi. Ở đây thì liên quan đến cái phần chúng ta vừa chia sẻ thì có bạn Nguyễn Việt Lâm. Mình biết Lâm là cựu học viên của Trường Công nghệ Giao thông Vận tải. Và bây giờ thì Lâm cũng đang làm ở một công ty vừa rồi cũng thành công trong việc là áp dụng Rhino với Grasshopper để làm một cái cầu có đúc hẫng hay là cầu gì này, nói chung là một cái cầu mà có rất là nhiều cáp ở trong đó, và bạn ấy đã sử dụng Grasshopper để lập trình tự động được để quản lý cái mô hình đó. Thì cũng chúc mừng Lâm. Và ở đây thì Lâm có chia sẻ thêm đó là em thấy Rhino và Grasshopper rất là rộng, nó có thể tạo ra những cái bộ tool để tự động tạo và xuất bản vẽ tích la. Bên cạnh đó thì em thấy là trên trang chủ của Rhino thì có một tool giúp xuất thông tin từ Rhino sang ETAP và nhiều công cụ hữu ích khác. Thì cảm ơn Lâm đã chia sẻ thông tin. À, mình cũng đồng ý thôi. Thực ra là bây giờ nhiều khi như vừa nói anh Giang nói, cái người bạn rất giỏi của anh ở bên kia trước là dân kết cấu, nhưng bây giờ chuyển sang thành đào tạo, và mình nghĩ là anh ấy còn có thêm một cái mảng nữa, chắc chắn là có khi là làm những cái tool cho những cái công cụ tự động hóa cho BIM đúng không, hiểu không? Cũng là một cái mảng rất tiềm năng, mọi người có Đúng thể rồi. dùng API. Mình biết là có bạn Quan ở bên Quan ở phần gì nhỉ, Alpha BIM đúng không nhỉ? Đấy, mình cũng vừa làm quen thôi, thì chuyên đào tạo chuyên lập ra những cái công cụ sử dụng ngôn ngữ C# API để tự động hóa. Vâng. Thì nếu mà ai dùng Grasshopper hay là ai dùng Dynamo thì chắc là cũng cùng cái ý tưởng đó. Hy vọng là sau này mình như dân kỹ thuật anh em mình mà càng nhiều công cụ hỗ trợ thì càng tốt thôi đúng không? Vâng. Quan trọng là mình phải kiểm soát được cái phần kết cấu và cái phần phương án của mình nữa, thì công Vâng. cụ hỗ trợ thì mình sẽ làm việc hiệu quả hơn. Có lẽ là xin phép các thầy cô và các bạn thì cũng hết phần câu hỏi của phần trên chat rồi, thì cũng xin phép là sẽ kết thúc cái buổi hội thảo hôm nay ở đây. Thì xin nhường lời lại cho anh Thắng, phó trưởng khoa công trình, anh có đôi lời phát biểu và bế mạc cũng như là cảm ơn đến diễn giả. Xin mời anh ạ. Vâng ạ, cảm ơn thầy Khương. Từ đầu buổi đến giờ thì tôi cũng lắng nghe rất là chi tiết buổi hội thảo hôm nay. Như vậy là trong cái thời gian hơn 2 tiếng, từ 2 giờ thì các diễn giả và các người tham gia đã trao đổi về các cái ứng dụng của BIM trong cái thiết kế công trình cầu thép. Và thầy Hiếu thì diễn giả chính thì đã chia sẻ từ các công trình thực tiễn mà thầy đã trải qua các cái dự án, thì đặc biệt là trọng tâm về các cái công trình trên BIM trong Tekla, rồi là vấn đề về xử lý các cái xung đột, rồi là các cái quy trình thiết kế đúng không? Từ layout sang mô hình tính toán tuyến sáp, rồi chi tiết này, thiết kế chi tiết này, rồi các cái bản vẽ đúng không? Thì các cái chia sẻ của thầy cũng rất là từ cái kinh nghiệm thực tiễn và rất bổ ích cho cái công tác về đào tạo và cho các cái kỹ sư ứng dụng BIM để thiết kế trong các cái dự án. Và thảo luận thì hôm nay cũng nhận được nhiều ý kiến trao đổi của các cái người tham gia, như là anh Dương, anh Nam, rồi là anh Giang, rồi cả cựu sinh viên anh Lâm của Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Anh cũng trao đổi, đặc biệt là cũng chia sẻ những các cái vấn đề về cái việc mà mô hình cái phân tích kết cấu, tức là cái kết xuất mà từ cái BIM, từ cái Tekla sang cái mô hình phân tích như nào, sang sáp như nào, vân vân, và ứng dụng trong cả công trình cầu với công trình nhà. Tuy nhiên là trong cái thời gian có hạn thì là hội thảo chúng ta cũng kết thúc ở đây. Cái nội dung của buổi hội thảo thì đã được ghi lại và chia sẻ trên hệ thống. Những cái phần trao đổi tiếp theo thì chúng ta tiếp tục kết nối với nhau, có cái kênh thông tin rồi chúng ta tiếp tục kết nối để có những cái chia sẻ chi tiết sâu hơn. Thì thay mặt khoa công trình xin trân trọng cảm ơn diễn giả thầy Hiếu đã dành thời gian chia sẻ tới cái hội nghị trực tuyến của khoa công trình. Cảm ơn ban tổ chức, các nhà khoa học, các thầy cô, đồng nghiệp đã tham dự chương trình. Xin chúc mọi người có kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh Thắng rất là nhiều ạ. Chắc là những lời của anh Thắng cũng đã thay mặt ban tổ chức cảm ơn đến thầy Hiếu rồi. Không biết là Hiếu có đôi lời nào trao đổi lại không, thì chúng ta sẽ kết thúc buổi ngày hôm nay ạ. Và thì có lẽ là để kết thúc chương trình thì như lúc đầu thì em cũng đã có nói, bây giờ em cũng xin nhắc lại là
Đầu tiên em xin cảm ơn khoa công trình của Trường Đại học Công nghệ Giao thông. Ý nghĩa và cái hoạt động này thì đã kéo dài trong 1-2 năm gần đây, thì em rất mong là cái hoạt động này nó sẽ là hoạt động thường niên, mỗi một năm đều có một dịp như vậy, là một cái dịp rất tốt để bởi vì là ở Việt Nam thì có rất nhiều các thầy cô anh chị có kinh nghiệm, mỗi một người thì có một thế mạnh khác nhau, và mình chưa có được một cái gọi là một cái cộng đồng diễn đàn để chia sẻ được, thì em nghĩ là đây là một cái hoạt động rất là tốt để mọi người có thể gọi là tham khảo, học hỏi cũng như là chia sẻ với nhau những cái kinh nghiệm mà mình đã tích lũy được trong quá trình làm thực tiễn cũng như là giảng dạy. Bên cạnh đấy thì cũng xin cảm ơn cá nhân chị Hương, anh Thắng và anh Khương đã giúp đỡ. Xin cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra lắng nghe và trình bày của em. Chúc sức khỏe mọi người, chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ. Vâng, cảm ơn Hiếu, cảm ơn anh Thắng, chị Hương, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Xin phép là tốt phần record ạ.